Xin chào mọi người. Chỉ làm được đúng một số dạng lớp ngắn không? Đúng một số thôi. Đó, lấy cái này dòng này nó hơi ít. Bởi vì cái giá em xét cho mọi người quá tốt rồi. 2X, 3X là mọi người đã sở hữu ngay một em áo dạng ngắn một lớp siêu đẹp. Tội gì đúng không? Đó là đây là dạng S một lớp lông cừu nhé mọi nhá. Đây là dạng S một lớp lông cừu. Trên caption thì em không ghi lông cừu đâu. Bởi vì là Facebook nó quét. Ví dụ mình ghi là lông cừu không biết là nó sẽ quét là buôn bán động vật rồi các thứ ấy. Hello mọi người. À, hôm nay là mở bát nhé mọi nhá. Giá thì đã đẹp sẵn rồi nhưng mà hôm nay em sẽ dành 3 sản phẩm đẹp nhất để tặng cho mọi người. Được chưa? Với khách hàng chia sẻ livestream. Đây là một trong những áo tặng này mọi người này. Tặng toàn tặng con đẹp thôi. Thế nên là không thể là một ôi không phải lo thiếu sót nhá. Tặng toàn tặng con chất thôi mọi người nhá. Chia sẻ livestream nhá, săn 3 sản phẩm áo dạ lông cừu siêu đẹp luôn. Ok chưa? Con này phối lông này. Đỉnh của chóp luôn mọi người. Cái chất dạ này em thì em không biết trên thị trường giá dạ chất dạ nó như nào. Bởi vì sao? Em đã có kinh nghiệm ít nhất là 4 năm cho áo dạ một lớp rồi. Những cái dạ mà em đã làm hầu như là rất là êm, không có dặn đâu. Tỷ lệ lông cừu của nó rơi từ 90% trở lên nhá mọi nhá. Nên là yên tâm, đồ chất. Cảm ơn chị ghế yêu đã chia sẻ này, hình như nhưng mà chưa có biểu tượng người chia sẻ đâu chị ghế yêu ạ. Chia sẻ lại đi nhá, không tí nữa là không được đâu. Đó. Nhớ nhá là 3 sản phẩm áo dạ ngắn một lớp. Đây là một trong những con áo dạ tạ đẹp em tặng cho mọi người luôn. Thế nên là mọi người nhá, nhanh tay lên, em chỉ tặng có 3 con thôi. Và giá sau đó là một trong những chương trình vô cùng ưu đãi dành cho khách hàng chia sẻ livestream nhé mọi người nhá. Cái giá này là em nói thật với trên mọi người là trên thị trường không ai dám xét cái mức giá này luôn. Bởi vì sao? Một đó là hàng đầu vụ em bán giới thiệu cho mọi người. Hai là cái nguồn hàng của em nó cực kỳ chất luôn. Bởi vì sao? Mọi người cứ là mọi người đã mua dạng ngắn một lớp rồi đúng không? Hôm nay có rất nhiều kiểu và dáng vét. Vét là một trong những sản phẩm mà 2 năm gần đây siêu hot luôn. Những con áo dạ vét rất là đẹp luôn. Em tí nữa em sẽ đưa cho mọi người. Cũng chả biết phải làm như nào đâu. Nhưng mà cái con vét kiểu đại loại như này này. Giá nó chỉ rơi vào 200 hoặc 300 là mọi người đã mua được em. Con áo dạ vét siêu đẹp rồi. Và còn những con như này nhá. Đó, dáng vét ạ. Lưu ý là dạ ép lông cừu một lớp nhá bạn nhá. Lưu ý là dạ ép lông cừu một lớp cho em nhá. Chào chị Đào Hằng này, chào chị Trần Trúc, chào chị Vui Lê, chào chị Bùi Thủy. Tặng đi ạ, à, có tặng chị nhá. À, chị Thanh Tâm Hoàng ơi, có tặng nhá. Chị nào mà chưa chia sẻ nhá là không được chất quà tặng cộng với sẽ không có ưu đãi trong cái giá mua nhá. Cái này em không bán em tặng ạ. Cái này em không bán ạ, em tặng cho mọi người đấy. Đó, em tặng toàn những con đẹp và chất thôi nên mọi người yên tâm luôn. Những con ráo dạ một lớp lông cừu này này. Có rất nhiều chị buôn hàng nhưng mà chưa thể nào phân biệt áo dạ một lớp. Cái áo một lớp và cái áo một lớp lông cừu nó khác nhau như thế nào. Đấy, thế nên là như chị áo sành rồi thì em không nói gì. Nhưng mà chị khách mới á, mọi người mua thử một cái đi. Mọi người sẽ chất lượng hoàn toàn khác biệt luôn. Mặc rất sướng luôn, nhẹ và rất sướng luôn. Đồng thời nó rất là ấm nhá mọi nhá, rất là ấm luôn. Xin chào 200 chị đang xem live. Như là lâu lắm mới xin lượt chia sẻ, không biết được bao nhiêu lượt chia sẻ đấy. Ồ, hơn 100 lượt chia sẻ. Rồi, phải lên 300 lượt chia sẻ. Ok chưa mọi người ơi, sẵn sàng chưa để bắt đầu vào quà tặng đây. Hôm nay sẽ like rất là sớm để cho mọi người tận hưởng được những con rất là đẹp luôn. Bởi vì sao? Đầu vụ là một cái gì đó mà không thể qua được, không thể bước qua được ấy mọi người. Đấy nhỉ? Nói như nào nhỉ? Ý là chất lượng sản phẩm mọi người sẽ không thể bước qua được cái vụ đầu mụ. Bởi vì sao? Nó đã có thời gian 4 đến 5 tháng để tích lũy những cái con đẹp nhất rồi. Thế nên là không săn đầu vụ thì cũng tiếc lắm. Bởi vì sao? Trong vụ nó sẽ hàng nó sẽ chỉ tăng thôi. Nhưng mà đầu vụ nó là tích lũy của 4-5 tháng nhá mọi nhá. Mọi người khi nó lén xuống, khi nó bật lên thì cực kỳ đẹp luôn. Chị Bùi Thủy ơi, chị tương tác rất nhiệt tình nhưng mà chưa có lượt chia sẻ lại. Chị Vui Lê chưa có lượt chia sẻ lại. Đó, ok mọi người ơi, xong chưa nào?
em tổ chức một số duy nhất thôi các bạn nhá, bởi vì là cái hàng này nó rất ít luôn. Mọi người thấy không, nếu mà nó đang sẵn thì trên thị trường lại sẽ like rất là nhiều và cái mức giá nó sẽ gọi sao nhỉ, nó cạnh tranh vô cùng luôn. Nhưng mà thực sự là cái mặt hàng này rất là hiếm, gọi là hiếm theo kiểu giống như kiểu ví dụ em lấy khoảng 1.000 con dạng một lớp dài chẳng hạn thì mới có khoảng 300 con dạng một lớp ngắn, và tỷ lệ 1/3 thôi, mà trong hàng vạn con dạ thì mới có khoảng 1.000 con dạ một lớp nhá mọi nhá. Thế nên là nói chung là độ hiếm của nó rất là hiếm. Và cái giá của em để cho mọi người là cái giá chỉ hơn 200 đến 300 tí thôi, hơn 300 tí thôi. Là chắc chắn là mọi người sẽ có thể là săn được một con rất là đẹp. Chia sẻ xong chưa nào, đến xem bao nhiêu lượt chia sẻ. Có đầy kẻ luôn chị ạ, nhiều kẻ đẹp cực. Đây em xem nha. Rồi, em sẽ tìm được giá rồi. Ok, mọi người sẵn sàng chưa nào? Đây, những con như này nhá. Cái phần này của nó là phối lông cừu này. Đó, phần trong của nó là giật sợi lông cừu nữa. Những con máu màu này rất là đẹp luôn. Thông thường nhìn nó sẽ, mọi người nhìn chỉ là đơn thuần thôi, nhưng mà đều là có kẻ nhỏ trên áo. Em không biết phải tả cho mọi người này. Nếu mà các chị đã dùng những cái dòng này rồi thì mọi người sẽ bỏ qua luôn cái dòng hai lớp. Em thấy khách nhà em, thông thường các chị khách cũ là dùng dòng này rồi là mọi người bỏ qua luôn dòng hai lớp luôn. Ủa sao cứ mong mình đứng ở chỗ chị Triệu Xuân nhỉ? Đọc comment đi. Ok nha mọi người nha. Comment chấm 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 đúng không? Nào mọi người sẵn sàng chưa để em lên nào? Nếu mà đến khi mà em đọc cái mã mà mọi người chưa có chia sẻ nhá, mọi người mất quyền ấy thì thôi nhá, bởi em sẽ không phải là đọc cho người chốt nhanh nhất đâu, mà em sẽ đọc cho người từ bao nhiêu đấy. Thế nên là không cần phải mạng nhanh mọi người nhá, không cần phải mạng nhanh, ai cũng có cơ hội luôn. Mua đi à, cảm ơn chị Hằng Dũng nhá. Không mua là hết thôi, bởi vì em chỉ bán đúng một số hôm nay thôi, và cái hàng này hình như em nghĩ là sẽ không có hàng sale đâu mọi người. Ok chưa nào, mã tặng đầu tiên nhá mọi nhá. Em này thì là một em áo dạ lông cừu nguyên bản siêu đẹp luôn nhá mọi nhá. Còn tem này, mác đánh là size S và M mặc đẹp cho em. Tỷ lệ lông cừu lên 100% này. Cả cái viền của nó cũng là lông cừu luôn nhá mọi nhá. Cả cái viền này này cũng là lông cừu luôn ạ. S và M cho em ạ, dưới 55 cân mặc đẹp cho em. 45 đến 55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá, dưới 55 cân này. Em mã đầu tiên này em sẽ chốt cho người thứ 5, nên là không cần phải mặc nhanh nhất. Chốt cho người thứ 5 có hiện biểu tượng người chia sẻ nhá mọi nhá. Tặng cái quà khủng như này mà không được thì thôi chứ đúng không? À, trèo lên mã cho em nhá. Mã số em này là mã số 729 này. Anh đọc đi. 729 nhá, 729 cho em này. Có chia sẻ chứ. Kêu gọi chia sẻ và không chia sẻ. 729 nhá. Đây, lên một em áo dạ kẻ vàng vét siêu đẹp nhá mọi người. 729 này, size L. 729 này. Để ổn định cho mới đọc nhá. Ui các bạn ơi, trời ơi chất ngư luôn này. Dạ kẻ đấy nhá, không phải là dạ thương đâu. Nó là kẻ đấy mọi người ạ, kẻ đó. Áo hàng lông cừu một lớp nhá. Hàng lông cừu một lớp không tay đấy. Đỉnh nhất trong các loại dạ rồi. Ui không hiện cái gì luôn ý. Trời, tôi thề nó sẽ tặng cho các bạn giá hôm nay là giá gọi là ngã cây rồi. Không phải suy nghĩ rồi. 729 người thứ 5 á. Đấy, em cứ thấy anh cứ đọc tùy đi, xong rồi các chị ấy lại bảo là chị có thị thứ mấy mà anh cứ đọc từ người thứ 1 đến người thứ 5 cho chị ấy, các chị ấy nghe biết là vị trí đúng rồi đúng không? Ok mọi người, cắt mã 729 đi, chuyển sang mã khác ạ. Mã này là các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 62 cân ạ. 62 cân quay đầu nhá, dưới 62 cân này, dưới 62 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá, dưới 62 cân nhá mọi nhá. Nhanh tay, chị nào chưa hiện biểu tượng người chia sẻ thì phải lên luôn, phải chia sẻ luôn nhá, chia sẻ công khai ấy. Bởi vì sao nó có hiện cái biểu tượng cái người mà có hình mũi tên ra, đó là chia sẻ, không có biểu tượng đấy là không được đâu. Ok chưa, một em kẻ này các chị size L cho em nhá, dưới 62 cân quay đầu mặc đẹp này. Dưới 62 cân nhá, mã siêu đẹp luôn này. Chị nào đó, đứng thứ 3 nhá, mã số là 818 này. 818 cho em này, thứ 3 mã 818 cho em này. Con kẻ này siêu đẹp luôn. Em này à, các chị có cân nặng tầm từ 53 đến 60 cân à. Ok. Đẹp chưa? Dạ lông cừu một lớp nhá mọi nhá. Dạ lông cừu một lớp siêu chất luôn.
Nói chung là mọi người phải biết là trong cái giới hạn si em lấy á, chào em lấy cái dạng lớp nhiều đến nỗi mà người ta còn phát sợ luôn. 818 người thứ ba nhé mọi nhá. Về cái giá của nó, người ta phải để cho mình một cái giá cực kỳ hợp lý đấy. Ok chưa mọi người ơi? Có dáng dài không ạ? Dáng dài em sẽ làm số khác, số này em chỉ làm ngắn thôi. Bởi vì em đã phân loại riêng ra rồi. Em phân loại riêng ngắn dài ra rồi, vì sao? Dài mua nó sẽ đắt hơn rất nhiều luôn. Còn cái ngắn này nó sẽ rẻ hơn, em sẽ để cho mọi người giá rất tốt trong ngày hôm nay. Nếu mọi người cần những cái dáng vét và những cái dáng đẹp đẹp ấy. Số 1 là chị Công Huyền này, số 2 chị Giang Bi này. 818 là chị Linh Lương, số 3 này. Linh Lương này. Chị... Linh Lương khách mới khách cũ nhớ là nhá. Em này là các chị 53 là 60 cân. 53 là 60 cân nhá. Dưới thấy Nana nhá, Hana nhá, Hana ơi. 60 cân quay đầu mặc đẹp. Trời ơi, chất như lướt cất như thế này. Dạ, phải nhắc đi nhá lại mọi người là dạ một lớp lông cừu khâu tay. Đỉnh nhất trong các loại rồi. À, em này nhá, dưới 60 cân quay đầu nhá, dưới 60 cân họa tiết kiểu răng sói siêu đẹp nhá bạn nhá. Em này ạ, à, 0 đồng. Mã số em này là chốt cho chị thứ nhất đi, mã là 644. Chốt cho chị thứ nhất, mã là 644 cho em này. Chốt cho chị đầu tiên nhá, mã là 644 cho em này. Trời ơi, toàn kẻ như thế này, tôi biết bắt đầu từ đâu. Ôi. Rất nhiều con kẻ đẹp luôn nhá mọi người. À, có những con nó còn có dây xích rất là nhiều luôn. Ok. Đây, đây con này đầu tiên đi. Ôi, đỉnh chưa này. Đây, một trong những dòng sản phẩm mà em nghĩ là mọi người sẽ khó có thể tìm kiếm được với cái mức giá 2x, 3x này. Em này các chị 50 đến 60 cân mặc đẹp cho em này. Xinh chưa? Có cúc đóng nhá, có nơ. Chất luôn ạ. Hàng một lớp lông cừu nhá mọi nhá. 644 đầu tiên nhá. Xinh chưa? Em này ạ. Chị Đỗ Giang Nam. 50, 60 cân này, mở màn em bán luôn nhá mọi nhá. Em bán luôn nhé mọi nhá. À, các bà nào săn nhanh thì được. Cái này có một cái thắt lơ lên nhá. ML, ML mặc đẹp cho em ạ. Con bán đầu tiên mở màn cho mọi người giá 250.000, không phải suy nghĩ luôn. Mã số là 436. 250.000 mã số là 436 cho em này. Tiếp theo, mời em dạ kẻ nhá. Trước đi chị ơi. Dạ kẻ cho em ạ. Tiếp theo, em này các chị có cân nặng tầm từ 57 đến 63 cân, dạ kẻ nhá. 63 cân quay đầu mà đẹp cho em ạ. Dưới 63 cân mọi người ơi. Dạ một lớp lông cừu nhá. Dưới 63 cân ạ. 300 mã số là 292. 300k mã số là 292 cho em nhé mọi nhá. 300.000 mã số là 292. Siêu đẹp luôn mọi người ạ. Những con dạ này. Mọi người nhìn thấy em bán nhiều như vậy thôi, nhưng mà thực sự với mọi người luôn á, là đi săn cái này khó lắm. F và M mặc đẹp cho em nhé mọi nhá. Xinh quá này. F và M thôi, 45 đến 55 cân ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ. Dưới 55 cân nhá. Phương Dương. Em này ạ, 320, mã số là 721. 320, mã số là 721 cho em ạ. Tiếp theo, đây là một em siêu đẹp nhá mọi người. Mọi người nhìn không? Nó là dạng một lớp lông cừu xịn sò luôn, hai mặt này. Nhưng con này đi tìm hơi bị hiếm luôn ạ. Size M, 100% là lông cừu nhá. Em này 50 cho đến maximum 57 cân. Xinh quá này. 50, 57 cân, dưới 57 cân nhá. Con này thì chất của nó xịt từ trong ra ngoài luôn. Xịt lắm. Em này lấy mọi người mức giá của nó là 320, mã số là 793. 320, mã là 793 cho em nhá. 320.000, mã số là 793 cho em nhá. Tiếp theo. Vét thì mọi người đợi em một chút nhá. Đây ạ. Em này các chị 100% là lông cừu luôn ạ. 100% là lông cừu nhá mọi người. Bóng đẹp chưa? 793 cho chị Nguyễn Hồng. Em này ạ, 53 đến 57 cân, dưới 57 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 350 ạ, chất xịn lắm. Mã số là 473, 350 thôi. Mã là 473 cho em nhé mọi nhá. Em hồng cho em này. Xinh xuất sắc luôn. Cái này nó không phải là hàng hai lớp đâu, mà nó là hàng một lớp lông cừu nhá. Em phải nhắc lại như thế cho các chị mới vào này. Hàng một lớp lông cừu cho em nhé mọi nhá. Em này các chị size M cho em ạ. 48 đến 55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 55 cân ạ. Em này mức giá của nó là 350, mã là 281. Thúy Trương. 350, mã số là 281. Ui. Cái tông màu mà thật sự mọi người luôn là hơi bị hiếm luôn nhá. Em này size nhỏ cho em nhá, size M 100% lông cừu. 48 đến 55 cân. Lông cừu một lớp nhá mọi người ơi, màu đẹp chưa? 48 đến 55 cân ạ, 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350, mã là 414 ạ.
3414 này. Vét kẻ nhá mọi nhá. Con này xịn đến nỗi là còn có lót ở bên trong như này thì mọi người phải biết là cực đẹp như nào. Em này là một em hàng của Nam gì phải. Em hàng của Nam ạ. Của Nam thì ủa. Con này à, các chị có cân nặng size 60 65 cân là đẹp nhất. 60 65 cân của nữ nhá, dưới 65 cân này. Em này mức giá của nó 350 thôi, mã là 103. Giá ngã cây rồi. 350 mã 103. Ui. Trời ơi dụng tim quá. Có 75 cân nhá chị ơi, có 75 cân đủ size luôn. Ôi, nhanh tay lên các bà ơi, lông kiều một lớp nhá. Em này tôi nghĩ lui sụp ôi. Size S cho em này. 40 50 cân size S nhá, size số 32 là size XS của bọn châu Âu ấy, nhưng mà nó size S của một em mình. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 350 mã 108 này. 350 mã số là 108 cho em nhé mọi nhá. Tiếp tục ạ. À, lên một em vest đen đi mọi người ơi. Crop top này, đen nhá. Màu đen này đỉnh nhá. Đen này mọi người phối phụ kiện hay không phối phụ kiện đều rất đẹp. Size S nhá, dáng crop top này. 40 50 cân, 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 50 cân này. 350 mã là 506 này. 108 cho chị Anh Phúc. Người nhớ nhá, cái dạng ngắn này em chỉ làm đúng một số thôi. Bởi vì sao hàng nó ít lắm mà cái giá em để cho mọi người gần như là sale off 50% so với thị trường luôn ấy. Em này ạ, à, các chị size M nhỏ thôi ạ, à, 48 đẹp chưa này. 48 đến 55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350 mã số là 315. 350 mã số là 315 cho em nhá, dáng vest. Màu xanh lá cây của năm nay siêu đẹp. Màu xanh lá cây của năm nay nhá mọi nhá. Tiếp theo này, em này ạ, à, là lông cừu thôi. Em này ạ, à, size M cho em nhá. Form vest đẹp chưa? 56 cho chị. Em này ạ, à, 50 trên 56 cân, 57 cân quay đầu dưới 57 cân nhá. Mức giá của em này là 350, mã là 870. 350, mã số là 870. Em thấy có con này đẹp quá này. Con này còn có nơ thắt ở đằng trước nhá, dáng tiểu thư bánh bèo. Hàng lông cừu nhá mọi người nhá. Đó, size nhỏ thôi, SXS mà ok luôn này, càng nhỏ mà càng xinh nhá mọi người ơi. Cái này có cái nơ đằng trước để mọi người buộc đấy ạ. 40 cho đến 57 không? 40 48 cân là đẹp. Thảo pin. Đây, cái nơ đằng trước nhá, xinh lắm. 40 48 cân, dưới 48 cân này, xinh chưa? 350 thôi, mã là 714 này. 350, mã số là 714 cho em nhá mọi nhá. 350, mã số là 714. Có một em di lê nhá, di lê vest rất là đẹp luôn, size S thôi. Con này thì giá của nó em sẽ để mọi người là 270. Size này các chị 50 cân quay đầu mặc đẹp này, xinh chưa? Dưới 50 cân nhá, 270 này. Mã số lên này. Không thấy mã. Mã số 810. Mã 810 cho anh nhá. Bánh bèo ơi, không lấy con này thì lấy con nào? Con này còn có đai nhá. Phía đây mình đứng lại đi, con nào khó có đai em thắt đai vào, lồng đai vào luôn. Đây bỏ qua đi tí, con này em lồng đai em. Ui, dây xích lắc lắc vàng này mọi người ơi. Lông cừu này, ôi độ xịn của nó tuyệt vời luôn các bạn. Smart đánh size M nhá mọi nhá. 810 cho chị Nguyễn Thị Thu Lanh. Em này các chị 50 cho đến 57 cân. Không, 50 55 cân đâu. Lông cừu xịn luôn. Chờ sờ xuống thật. 50 55 cân, dưới 55 cân nhá. 350 mã là 891 này. 350 mã số là 891 cho em này. Tiếp tục nhá mọi nhá. Ui các bà ơi, chất chất lôi luôn này. Đó là hàng thiết kế đấy ạ. Size 50 trên 57 cân, dưới 57 cân nhá. 350 mã là 850. Trời ơi, bé tí xì này. 891 chốt chị Mai Thu. Size S nhá mọi người, 40 48 cân này. Xinh thật đấy, 40 đến 50 cân được đấy. Đẹp quá. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 50 cân này. Mức giá của em này là 350, mã số em này là 896 này. Màu đẹp, chất đẹp. 350 mã số là 896. Tiếp theo, một em này nó là hàng thiết kế nhá mọi người nhá. Này các chị mặc sẽ rất đẹp luôn. Hai mặt của nó là lông cừu, một mặt đen và một mặt sáng. Đó, cái cổ của nó nhìn thấy chất rồi. Em này ạ, à, các chị có cân nặng 60 65 cân này. Dưới 65 cân nhá, thì sang thật. Mức giá 350, mã là 838 ạ. 350 mã 838. Con vest này thì thôi rồi. Các bà ơi, em thấy tâm trí khách thu mua smart đánh size M nhá. Thì mọi người hiểu được cái giá trị của sản phẩm ấy. Nó là áo dạ em lông cừu một lớp. 50 đến 60 cân siêu đẹp. Chất dạ lông cừu mềm kinh khủng luôn. Nhẹ.
50 60 cân nhá, dưới 60 cân này. Mức giá của em này là 350 thôi. Mã số là 807. Ôi trời, vừa bán vừa tặng các bà đó. Tiếp theo mà em vét kẻ nhá. Chất quá. Size S thôi ạ, 45 đến 50 cân này. 50 cân quay đầu mà đẹp nhá, dưới 50 cân ạ. Mức giá của em này là 350, mã là 238. 238 cho em nhé mọi nhá. Tiếp tục ạ. Vét màu xanh ạ. Ôi những con vét này đúng là cứu tinh cho năm nay rồi, mắc đánh size M cho em ạ. Em vét này mắc đánh size M nhá. Em này 50 60 cân đều mặc đẹp ạ. Vét vàng rộng vàng đẹp, chưa cắt xiết ở bên trong luôn, chưa cắt xiết đây ạ. 50 60 cân 80.000, mã là à sorry. Bán hàng quen rồi. 350 nhá. Mã số em này là 840. Tí nữa thì nhịu một này, lỗ. Ừ. Ui con này á, em nói thật nó là thuộc vào dòng dài đấy. Giá của nó rơi vào 600 650 đây này. Hôm nay là gọi là sao nhỉ? Mở bát bán 350 cho các bà nhá. Màu đỏ. Em này các chị có cân nặng 55 đến 60 cân đẹp. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân này. Con này đáng nghĩa là hàng dài. Nhưng mà em vào hàng ngắn nhá. 350. Mã số là 885. 350 mã 885. Một em vét đen siêu đỉnh luôn mọi người ạ. Vét này size nhỏ thôi. Size S nhá mọi nhá. Size S, size S cho em ạ. 40 50 cân này. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, xinh quá. Size nhỏ thôi, dưới 50 cân ạ. Em này 350, mã số 44. Kẻ tím 885 chốt chị. Kẻ tím nhá. Vì quả mát đã thấy uy tín rồi đúng không? Em này các chị 55 đến 60 cân cho em này. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 60 cân. Trời ơi, con này chất đẹp quá. Mức giá của em này là 350, mã là 911. 350 mã 911, màu đỉnh quá đi. Không thể nào chê được luôn á. Size nhỏ, size S tiếp này. Size S ạ, 50 cân quay đầu mặc đẹp. Size S thôi, form đẹp chưa? Dưới 50 cân nhá, em này 350, mã là 977. 350, mã 977 cho em này. Tiếp tục nhá mọi người ơi, màu này là màu gì đây? Ủa con vest này thì thôi rồi. Lựa ơi, siêu đẹp. Hàng Hàn Quốc nhá, ghi là phi size. Em này MLXL luôn, dưới 64 cân. 55 đến 50 64 cân nhá. Mã ghi phi size này, con này đỉnh luôn. Trời ơi, 350 thôi các bà ơi. 350.000, mã số em này là mã số 22. 350k mã số 22 cho em ạ. Tiếp theo nhá, em này size nhỏ. S thôi mọi người nhá, 40 cho đến 50 cân. Đẹp quá này, 40 48 cân. 48 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350. Mã số là 869 ạ. Đây. Hôm trước có chị nào cứ hỏi là lên dạ lông cừu một lớp đi thì hôm nay em lên đây. 22 cho chị Nguyễn Minh Đức. Đây, em này là một em dạ lông cừu siêu đẹp nhé, hàng một lớp và nó có lót. Hàng có lót bao giờ cũng rất là chất luôn. Đây, 80% lông cừu luôn này. Em này là chị nào cân nặng 55 đến 65 cân, con rét bé kẻ này đẹp quá, chất dạ lông cừu nhá. 55 đến 65 cân, dưới 65 cân nhá. Em này mức giá của nó 350, nó là 939 ạ. Ui kẻ này các bà ơi. Đẹp quá. Kẻ này size nhỏ thôi nhá, 50 chắc là SM thôi. 47 đến 55 cân là mặc đẹp nhá. 47 đến 55 cân, dưới 55 cân này. Em này mức giá của nó là 350, nó là 860. Bạn này nhà chị Châu. Bởi vì nhà tôi là có thương hiệu rồi, vì sao vì mọi người nhận được cái chất dạ nó rất là mềm luôn. Bởi vì sao mọi người nếu mà không biết chỗ mua ấy thì mua về nó rất là rộng ấy. Mọi người hiểu ý em không? Em này size S cho em này, form đẹp chưa? 45 đến 50 cân, dưới 50 cân này. 350, mã số là 181 ạ. Em đã bảo rồi, em khủng nhất thị trường về cái mặt rộng lớp này. Ui chất chưa này. Vì sao mọi người không biết chỗ mua, mọi người mua sẽ về sẽ rất bị rộng ấy. Cái này nó mềm lắm. Em này ạ, các chị có cân nặng 48 đến 55 cân, siêu chất luôn. Dưới 55 cân nhá. Mức giá của em này là 350, mã là 675. Chị Tuyết Nguyễn không giấu. Sau lô này em sẽ chiên cho mọi người một lô áo đi lê cực dày và đẹp nữa. 860 cho chị Ngô luôn. Ui ôi, cổ cuối lông cừu nhá, thân của nó cũng là lông cừu sẵn rồi. Kẻ hai mặt khác, kẻ khác nhau nhé mọi người nhé.
6, 7, 5, chị vàng giọt nắng. S và M thì ok nhé, form đẹp quá. S và M thôi, S và M nhá. Mức giá là 350, mã là 497. 350 mã 497. Em đi tìm cái dòng mà nó có mũ của mai nó mới có đây này. Con này còn có đai đi kèm nhá. Nói chung là form này đẹp cực kỳ luôn. ML 50 60 cân ạ, có mũ này. Hiếm lắm. 50 60 cân, dưới 60 cân nhá. Mức giá của em này là 350, mã là 865. 350, mã số là 865 nha. 497 chốt chị Châu Loan. Kẻ biết kẻ nhá mọi nhá. Biết kẻ cho em này. Em này các chị có cân nặng size ML ok. ML XL luôn đấy, vì biết này mặc càng rộng đẹp mà. 50 đến 65 cân, như con này chỉ đánh size S đấy, biết ngay mà. 50 65 cân nhá. Mức giá của em này là 350, mã số là 34. Con này này, lên dáng mới đẹp này. Có đai mà. Em này chỉ xanh nhỏ thôi. Ui. Lông cừu xịn luôn nhá, lông cừu nguyên bản luôn, hàng của lông cừu của Australia này. Em này chắc yêu oversize. 304 cho chị Hương ơi. Oversize rồi mọi người ơi, xinh quá. Em này chỉ size nhỏ thôi mà xinh lắm. Em to nên nhìn nó không có eo đây này các bà này. Em này các chị dưới 55 cân nhá. Xinh chưa? 55 cân quay đầu mặc đẹp, S và M. 350, mã là 889, chất của lông cừu của Úc ấy. Sao nó mềm. Lên crop top đi. Có crop top ấy, nhưng mà nó ở chỗ nào thì em không biết. Tí nữa đến thì em lên cho mọi người nhá. Ui, con này à, em nghi là có cashmere phải sao nó rất là êm. Em này là phi xa nhá. Chất hàng của Hàn đấy. 889 cho chị Đặng Kiều My. 50 trên 65 cân, chất mềm lắm. Dưới 65 cân nhá. Em này mức giá của nó là 350, mã số 18 ạ. Em không biết mọi người như nào nhưng mà nếu mà em nói thật với mọi người luôn, với kinh nghiệm nhận áo dạ một lớp của em ấy, cái dạ mà nó rất là êm luôn. Mọi người sẽ không cảm giác bị dặn đâu. Nếu mà không có kinh nghiệm ấy thì cái chất dạ nó rất là dặn. Bọn em đây nhá, giữa bọn em lọc vứt đi cực kỳ nhiều luôn. Con này ạ, form đẹp chưa? Size 50 60 cân. Dưới 60 cân nhá, mức giá là 350, mã là 724. Chứ còn nếu mà đã lấy được nhiều như thế thì như em bán này nhá, mọi người biết là em phải lọc ra nhiều như nào, nhiều khủng khiếp luôn nhá. Em nhặt tích từ năm ngoái ạ. Con này đẹp chưa? 55 cho đến 65 cân ạ, có đai nhá mọi người. Đẹp dã man luôn ấy, càng rộng càng đẹp này. 55 đến 65 cân, dưới 65 cân nhá mọi nhá. Mức giá của em này là 350, mã là 723. 350 mã là 723 cho em này. Đây, con này nó là thuộc dòng dài nhá. Nó có đai à? Có thế chị đài 50 đi ạ. Đây. Con này có đai nhá, em ơi. Nó có đai nhá, từ cho một bên. Em này à, các chị phải bằng cân em này. 723 chốt chị Mai Nguyễn Dung. 55 đến 60 cân đỉnh luôn, nó là dòng dài đấy. Hôm nào dài thì em sẽ bán mọi người với giá 600 đến 650 đấy. Ngắn là bán 350 nhá. Mã số là 541 này. Nhanh như em đổi ý bây giờ. Crop top đây. Crop top này chất luôn nhá. Chất mềm lắm. Em này ạ, phi size ạ. Chị nào thích khoác crop top kiểu này thì mặc được hết. Hàng handmade xịn đấy ạ. 350 nhá. Phi size, mã là 671. 350, mã số là 671 trên này. Vét nhá. 541 chốt chị Trần Thanh Hoa. Chất mềm thật. Má còn đánh là size M thôi. Nhưng mà con này ạ, à, em tư vấn cho mọi người là các chị có cân nặng size từ 60-65 cân. Em tư vấn cho mọi người đấy, 60-65 cân nhá. Mức giá của em này là 350, màu tây đó. Mã số em này là 38, chất rất mềm. Mã số 38 cho em nhé mọi nhá, màu xanh. Xanh này size S thôi mọi người nhá. Xanh này size chuẩn S thôi. Ủa 40-50 cân, xinh quá này. 40-50 cân, dưới 50 cân nhá. Mức giá của em này là 350, mã số 722. 350 mã số là 722 cho em nhé mọi nhá. 350.000 mã số là 722. Toàn bộ nó là dạng lớp xịn sò luôn. À em có một con vest đen ở đây rất đẹp luôn. Em nhìn ngay đầu em đã thích rồi. Nhưng mà nó nằm ở chỗ bị đẩy lên rồi sao ấy. Đâu nhỉ em ạ? À? Đây. Con này này. Thật sự mọi người luôn. Là nó hiếm lắm. Nó hiếm lắm luôn ý. Đây, lông cừu xịn nhá, size nhỏ thôi. Mọi người nhìn bộ khuy của nó chất chưa?
Em này ạ, à, nếu đây này. Đỉnh cực kỳ luôn. Bộ các chị có cân nặng tầm 45 đến 52 cân. Dưới 52 cân quay đầu mà kèm nhá. Size S thôi, dưới 52 cân ạ. À. Mức giá của em này 350 là vừa bán vừa tặng rồi. Mã là 411. Vỡ lợ và sản thì bán ra đấy nhá. Tiếp theo mà em màu hồng này, dáng đẹp ui. Đẹp. Cái chất nó mềm cực kỳ luôn ấy. Bây giờ chính Nguyễn mềm này, bây giờ mới giới thiệu con mặt mình của chị luôn ý. Em này ạ, mò thôi, 50-56 cân, dưới 56 cân nhá. Mức giá của em này 350, mã số là 560. 350, mã số là 560, một em vét màu đen siêu đẹp luôn này. Chất mềm ơi mềm, tay có chữ handmade nhá. Mắc ở đấy là size mò cho em này. Em này các chị 50-60 cân mà ok luôn. 50-55 cân rồi, hàng handmade này. 50-55 cân thì con vét đen này thì đỉnh lắm. Chưa một con vét đen nào mà em thấy xấu luôn ấy. Mức giá của em này là 350, chất mềm như có lông kỵ, có cashmere luôn. Mã là 752. Mã số là 752 cho em này. Tiếp tục các bạn nhé. Em này có đai tay rồi. Chị Anna thoát coi vào lại đi ạ. Em này có đai tay nhé mọi nhé. Em chưa có lồng đai tay. Vội quá đó. Em này mác của nó là đánh size S thôi nhé mọi nhé. Đây, có đai tay. Nhìn lên có đai tay. 752 chị Hà Nguyễn. Có thấy chị Thương Nguyễn ạ. Thương ơi, nhớ chị lại đai tay không mà mất đai. Em này ạ, à, mác đánh size S thì em tư vấn các chị có cân nặng size tầm từ 53 đến 60 cân nhá. Mức giá của em này 350 này, mã số là 820. 350 mã 820 nha nhá mọi nhá. Tiếp theo. Kẻ nhá mọi người ơi. Trời ơi, xịn quá. Em sẽ lên dần dần nhá. Bây giờ phải đi tìm này, em không tìm được đâu chị ạ. Tông này toàn thằng ngắn thôi. Em này ạ, à, oversize cho em nhá. Free size. Chị nào thích form rộng lấy này. Nhưng mà năm nay những cái con vest free size đâu chị nào mà biết phối thì em thề luôn, rất là đẹp luôn. Em này ạ, à, oversize cho em nhá. Chị nào thích form rộng lấy là kẻ hai mặt khác nhau, đều là lông cừu cả. Mức giá của em này là 350, mã là 740. 350 mã 740 cho em này, dáng ngắn nhá mọi nhá. Tiếp theo nhá, size S thôi, 40-50 cân này, đẹp quá. 40-50 cân ạ, à, 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350 ạ, à, họa tiết nó có họa tiết trên này đấy, kẻ kẻ đấy ạ. À. Mã số là 712. 350 mã số là 712 cho em. Ui các bà con vét kẻ này thì đáng bao tiền đây. S là M thôi mọi người ơi. Em này các chị có cân nặng 45 đến 55 cân ạ. À. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 55 cân vét kẻ siêu đỉnh ạ. 350 mã là 411. 350 mã số là 411 cho em nhé mọi nhá. Vét đen thì huyền thoại lắm. Ui, con này là vét của men size S. Ui, xịn quá này. Mát size nhỏ của nam ạ. Cái này nữ mặc được đấy mọi người ạ. 411 chốt chị Đài Trang Nguyễn. Cái này nữ mặc được đấy. Nếu các chị nào 55 đến 60 cân là mặc đẹp như em này, có eo luôn nhá. 55 đến 60 cân mát ở đấy ngang của nam. Thì con này nam 50 55 cân của nam. 60 cân của nữ nhá. Mức giá của em này là 350, mã là 496 này. 350 mã số 496 nha này. Mọi người ơi. Có thấy gì không? Hãy nhìn vào đôi mắt em kìa. Con này chất dạ mềm như có cashmere luôn. Em phải tả cho mọi người thế. Có thể nhiều chị chưa biết là có cashmere hay không nhưng mà chất của nó rất rất mềm. Chất của nó rất rất mềm nhé mọi người nhé. Size S thôi mọi người nhá. Cổ của nó cổ sen nhé. 40-50 cân này. 50 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 50 cân này. 350 cổ sen nhé. Mã số là 596. 350 mã số là 596 cho em nhé mọi nhé. Màu hồng ạ. Vét nhé. Ôi. Hồng vét này. Em này S và M nhỏ thôi. 45-52 cân, dưới 52 cân nhé. 350 mã số là 650. Bán bằng gần như là bằng cái dạ áo thường ấy của cái shop luôn. 596 chị An Phúc. Tiếp theo nhé mọi nhá. Em này mà em dáng vét rất đẹp luôn, màu tây kia. Con này có đai nhá. Nói chung là những con vét mà có đai thì em đánh giá cao. Đánh giá rất cao vì sao? Nhìn nó chảnh lắm. Em này ạ, à, M, size M cho em nhá. Size M cho em này. Dưới 55 cân thôi. Em này mức giá của nó là 350, mã là 254. 350 mã 254. Có mũ thì cũng hiếm luôn. Mũ dáng ngắn nhá mọi nhá. Chị Châu gì? Đeo ghen như thế.
Thực ra cũng giảm được 3 cân rồi. Em này phi size nhá, đẹp chưa? Phi size SML đều mặc đẹp cho em ạ. SML nhá, còn có mũ này hơi hiếm. 350, má là 226. Vừa bóp mồm mà vừa phải tập đấy. Vừa đeo khen. Ôi kẻ này các bà ơi. Em này ạ, theo như em nhá, các chị có cân nặng bằng cân em 60-65 cân. Em thề nên mặc lên sang. Dưới 65 cân ạ, 350, mã số em này là 19. Có một con di lê hồng này. Di lê hồng 226 chị Bùi Ngoan. Di lê áo, di lê hồng, dạ một lớp đấy ạ. Để ý chị ăn la, để chịu khổ thân chị ráp vào ạ. Em này ạ, 55-60 cân nhé, dưới 60 cân ạ. 250, mã số là 802 này. Di lê, màu hồng nhé. 250, mã số là 802 cho em này. Vét kẻ nhé các chị ơi. Nói chung là không thể bỏ qua những dòng vét kẻ đâu ạ. Má có đánh là size S thôi nè. Má có đánh là size S thôi nhé mọi nhá. Ôi, con này các chị size tầm từ 47 đến 53 cân ạ. 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Vét kẻ này 350, mã số là 362. 350, mã số là 362. 802 cho chị Thảo Bin. Ui, em nhìn cái con kẻ răng sói này em thích quá này. Kẻ răng sói nhá, tông màu của nó tông màu kiểu pastel ở giữa đấy ạ. Biết ngay là rất xịn mà. Mác của nó đánh là size M cho em nhé mọi nhá. ML luôn ạ, 53-60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Nó là họa tiết răng sói đấy ạ. Dưới 60 cân này, mức giá của em này 350, má là 858 này. Màu đỏ nhá mọi người ơi. Ui. Màu cam đi chị. Màu đỏ đi. Đợi màu nào cũng có luôn ấy. 362 chốt chị Mai Thị Lê. Em này các chị 50-60 cân đẹp chưa? 60 cân quay đầu nhá. Mức giá em này là 350, má là 975. 350, má là 975. Cái màu này đẹp chưa? Dáng của nó dáng A nhá mọi nhá. Thì cái dòng này nó là dòng đặc chủng như tôi. Em này các chị có cân nặng 60 cân đến 65 cân này. 975 thôi. 60 65 cân này. Mức giá này là 350, má là 867. 350 má là 867 cho em nhé. 350 má 867 cho em này. Chị Hà Na bị chậm lắm chị ơi. Con đen này đẹp chưa? Hàng handmade chất mềm và rất là đẹp luôn. Anna đăng ký 4G chưa? Em này các chị 50-60 cân này. Đẹp dã man luôn. 50-60 cân. 67 cho chị Thơm lên. Hàng dạ lâu cứu một lớp khâu tay nhá mọi nhá. Vỡ lợn phá sản bán này. Em này mức giá của 350, má là 812. 350, má số là 812 cho em ạ. Em này là một em màu tím than. Gọi là sao nhỉ, gần như là độc nhất ở cái kiện này luôn ấy. Màu tím than cho em nhé. Cổ của lá cổ, mỗi bên hai ve này có đai. Form này rất là đỉnh luôn. Xịn như này. Em này phi size nhá. ML cho em ạ. ML cho em ạ. Đẹp chưa? M và L mặc đẹp nhá. Cổ có 4 ve đấy ạ. Mức giá của em này là 350, má là 536. 350 mã 536 cho em này. 812 cho chị Huyền Hồ. Đây em có một em áo đám crop top mà vest kiểu nhỏ nhỏ luôn đấy. Em này các chị size nhỏ này. Lên form cực đỉnh luôn này. Vai vuông nhé mọi nhá. 48 đến 52, 53 cân, dưới 53 cân nhé mọi nhá. Mức giá của em này là 350, mã số 78 này, kẻ nhá. 350, mã số 78. Ui chị nào vừa hỏi màu cam đây này. Dán chữ A nhá, đỉnh quá. Rồi. Em này ạ, các chị size M. M, M, L. 50-60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp màu cam nhá. Mức giá này là 350, mã số là 208. 350 mã 208 cho em nhé bạn nhá. Đây ạ, tiểu thư bánh bèo nhà nào lấy luôn đi ạ. Dáng ngắn và có đai nhá bạn nhá. Chất mềm như có cashmere luôn. Em lười đọc nữa. Nếu mà đọc thì mọi người sẽ trả cho mọi người. À ok. Nói chung là chỉ nói chung với mọi người để mọi người biết là nó chất nó rất mịn và đẹp ấy. Còn nếu mà chất đó là lông cừu hay là lạc đà hay là cashmere thì đọc lâu sâu quá thì không ai được. Bởi vì là giá xếp rất tốt rồi. Của em này các chị size 50-55 cân này. 50-55 cân ạ, à, dưới 55 cân nhá.
Em này ạ, 350 rồi. Mã là 983 này. Buộc, nhớ buộc buộc cái đai vào cho chị nhá. Vâng. Ủa mấy con di lê này, đỉnh quá. Ôi, dáng dài đấy nhá. Bình thường dáng dài là 600 đấy. Lấy mọi người 320 con này nhá. Em này các chị size M. Đẹp chưa? Size M, size M nhá. Lông cừu một lớp khâu tay. Lông cừu một lớp khâu tay nhá. Em này mức giá của nó là 320. Mã số em này là 16 cho em này. 320 mã 16 cho em này. Ui cái form này thì đúng là bao nhiêu năm nay nó vẫn là đỉnh của chóp rồi. Em này chỉ size nhỏ thôi nhá, size S ạ. Lông cừu 100% cho em này. Ui chất, chất sướng thật sự luôn. Em này các chị 48 đến 53 cân là mặc đẹp lắm luôn ạ. 48 đến 53 cân, dưới 53 cân này. Dáng dài như thế, dáng ngắn. 350, mã là 901. 350, mã là 901 cho em nhá. Rồi, đỉnh chót luôn. Em này là oversize nhé mọi người nhé. Oversize cho em này. Nhưng mà em này để đẹp nhất là các chị có cân nặng tầm 60 cho đến 66 cân. 66 cân quay đầu nhá. Em này 350, mã là 277. 350, mã số là 277 cho em nhé. Ôi dồi ôi, mà em này nó là vét là gì? Quấn dai à? Men nam rồi. Em này ạ, chồng chị nào cân nặng 60-65 cân, dưới 65 cân của nam nhá, 350, trời ơi, của nam. Vừa bán vừa tặng như là gì ạ? Mã là 967 ạ. Chị nào thích mặc oversize thì cứ lấy nhá. 967 277 cho chị Khúc Ngọc Vân. Màu vàng nhá, chất nhẹ tinh. Lông cừu 100% luôn. Em này ạ, các chị size nhỏ thôi ạ. Em này các chị size nhỏ nhá, 45-50 cân, màu vàng nhá, nhẹ lắm. 350, mã là 913. 350, mã là 913 cho em này. Ủa, kẻ tiếp này. Kẻ nhá, kẻ ạ. Em này đẹp chưa? Các bà có cân nặng tầm từ chỉ size M thôi, 48-55 cân là đẹp nhất ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 55 cân này. Mức giá của em này là 350, mã là 929 này. 913 cho chị Candy Uyên. Màu tây chưa này. Những cái form vest này nói chung là đỉnh luôn mọi người ạ, thay thế tất. Chỉ khoác nhẹ bên ngoài thôi, mọi người mặc bên trong đơn giản. Vì sao em bình thường em mặc cái những con này em sẽ phối với quần. Nhưng mà để vừa nhất với các cái kiểu thì em mặc chân váy đấy chứ. Em này ạ, 48 đến 55 cân ạ, dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mức giá của em này là 350, mã số 20. 929 cho chị Thoa Kim. 350 mã số 20. Lại trắng ngắn đi shop. 52 cân. Trắng là em nghĩ không có đâu. Cái dạ mà kiểu hỏi trắng này hơi bị hiếm luôn. Tỷ lệ nó gần như một phần. Một phần một vạn luôn. Chứ đừng nói một phần một nghìn luôn ấy. Được mã nào shop sẽ có thể là trong, có trong là CF bên đây là hỏng. Màu trắng nó dễ bị áp một. Em này các chị có cân nặng tầm 45-52 cân ạ. Chị tìm màu trắng trong số này không có nhá. Em này 350 mã số là 24. 350 mã số 24. Trả lấy luôn cho chị Lâm luôn đi. 350 mã số 24 cho em này. Một em Zile 20 cho chị Nhung Phạm. Mình phải nói sự thật cho mọi người biết là màu trắng siêu hiếm luôn. Thế là có con màu trắng nào các chị giành giật kinh á. Bởi vì là không có mà. Em này 55-65 cân ạ, dưới 65 cân nhá. 280.000 này. 280 nhá. Mã số này là mã số không mắc này. Em phải bán chỗ nào chị làm chắc chị lấy được. Mẫu lấy được. Mã số là 963. 963. Nó là cài. Ờ đâu cũng được. Đây này. Ui, nó là dạ kẻ nhá. Chị Phạm Phương Hường. Dạ kẻ cho em ạ. Xanh nhỏ thôi. Dạ một lớp lông cừu kẻ các bạn nhá. Em này ạ, 45 đến 52 cân, dưới 52 cân này. Mức giá của em này là 350 này. Form đẹp chưa? 350.000, mã số là 28. Em nhìn có lẫn một con áo dạ dài giống đây thì phải. À, nó làm em gilet có đai nhá. Hàng một lớp lông cừu gâu tay này. Size M. Ôi, chảnh chưa? Em này các chị size tầm từ 48 đến 55 cân. Dưới 55 cân nhá. 320, mã số 58 này. 28 cho chị cái 320, mã số 58 cho em này. Tiếp tục nhá, một em áo có mũ này. Áo có mũ và đỉnh luôn nhá mọi người nhá. Nhìn vậy thôi nhưng nhỏ lắm. Em thích con này quá. Em này các chị size M, L, XL, 55 đến 65 cân này.
chất của nó cực kỳ đỉnh luôn. Dưới 65 cân nhá. Mức giá của em này là 350, má là 749 này. Có mũ hiếm. Mũ siêu hiếm nhá mọi nhá. Tiếp theo này. Vest đen huyền thoại chất như là có cashmere. Ồ, chất như có cashmere luôn. Êm dịu. Size này các chị size M thôi. 50 trời 56 50 55 cân. Chị Việt Hằng. 48 đến 55 cân nhá. Em này size M thôi. 350 mã là 850. 350 mã số là 850 nha em này. Con này có đai đi kèm nhá mọi nhá. Đỉnh chưa? Ui. Đây, có 10% là lông lạc đà này, còn lại là 90% là lông cừu của Australia này. Nhìn cái mát tưởng Wolverine luôn á. Em này các chị size nhỏ thôi. Em này 47 đến 55 cân, dưới 55 cân này. Em này mức giá của nó 350, mã số 18 à, mã 180 này, xin lỗi mọi người, mã 180. 350 mã 180 này. Rồi tốt tốt nha mọi người nha. 850 cho chị Phương Nguyễn Phương Lan. S và M mặc đẹp cho em nhá. S và M mặc đẹp cho em dưới 55 cân này. 350 mã là 575. 350 mã số là 575 cho em này. 180 cho chị Đài Trang Nguyễn. Đẹp chưa? Size S thôi mọi người nhá. Vest kem. Ủa tay có lót nhá mọi nhá. Em này các chị có cân nặng tầm 47 đến 52 cân, dưới 52 cân này. 350 mã là 339. 350 mã số là 339 cho em này. Form basic nhưng mà cực kỳ đẹp luôn. 575 cho chị Thương Nguyễn. Đó là họa tiết kẻ nhá mọi nhá. 100% lông cừu luôn. Form này ạ, thể thao khỏe ạ. Em này các chị có cân nặng size tầm 57 đến 63 cân, dưới 63 cân nhá. Mức giá của em này là 350, mã là 185. 350 mã là 185 cho em ạ. 339 cho chị Hạnh Tim ấy. Kẻ nhá mọi nhá, con này là của nam, khả năng cao của mình. Men. Em này của nam nhá mọi nhá. Chồng chị nào có cân nặng size tầm từ 70 cho đến 75 cân. 75 cân quay đầu mặc đẹp của nam nhá. Trời quá đẹp. Mặc của nam thì giá cũng mà có tiền trăm luôn đấy. Em này một lớp lông cừu nhá. Dưới 75 cân ạ. À, mức giá này 350, mã là 918. 918 đâu chị Bảo Sơn LF. 918 nha em này. Mà em này là kéo khóa nhá, size M cho em. Cổ có viền giống như kiểu phối Gucci ấy mọi người. Đằng sau này. Em này 48 đến 55 cân nhá. 48 đến 53 cân à. Đẹp chưa? Bomber ạ. Bomber dạng lớp ạ. Dưới 53 cân ạ. 350 mã số 900. 350 mã số 900. 350 mã số 900 cho em nhá. Màu kem này mọi người ơi. Màu kem và vét nhá mọi nhá. Em này ạ, ML, XL cho em ạ. Nếu không, con này phải 55 đến 65 cân nhá. 65 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 350 mã là 852. 350 mã 852 có một con bomber nữa này. Con này thì bấm cúc nhá mọi nhá. Dạng một lớp đấy. Ủa, xịn thôi là xịn luôn. Size S ạ. Em này ạ, các chị có cân nặng tầm từ 45 cho đến 52 cân. Dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350 mã số là 140. 350 mã số là 140 cho em này. 852 chị Thủy Hoàng. Màu hồng này. Em này là oversize nha. Em này là oversize nhá. Nhưng con này phải đều đẹp nhất này. Em nghĩ các chị phải 60 65 cân. 60 65 cân ạ. 350 mã là 27. 350 mã 27 cho em này. Tay chuông nhá mọi người. 140 cho chị Hương Hồ. Ủa xịt hết này, tay chuông nhá. Chất eo size S. 50 cân quay đầu mà đẹp ạ. Màu mặn cho em này. Dáng này quá eo nhá mọi người, dáng vét đấy ạ. Size của nó là size 38 á. Em này các chị 48 đến 55 cân ạ.
55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350 mã là 703. 350 mã là 703 nha. Màu đỏ. Ui, vét màu đỏ nha các chị ơi. Vét màu đỏ, vét màu đỏ. S và M cho em ạ. 45 đến 52 cân. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350 mã là 706 đây. Đẹp chưa? 350 mã số là 706 cho em nhé mọi nhá. 703 chốt chị Nguyễn Hồng. Chất không đẹp không lấy tiền. Chất không đẹp không lấy tiền luôn nhé mọi nhá. Em này ạ. Ui. Ui, đẹp. Hầu như là 100% lông cừu rồi, nó có thêm cái gì em không đọc được, nhưng mà chất nó mềm lắm. Em này các chị size M là mặc đẹp nhất ạ. 48 đến 55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350, mã là 299. 350, mã số là 299 nha em nhá. Màu đỏ ạ. Màu đỏ nhá mọi người ơi. Xanh nhỏ thôi. Em này ạ, các chị size S thôi. 45 đến 50 cân nhá. 50 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 350, mã là 705. Chị Minh Nguyễn Nguyễn. 350, mã là 705 cho em này. Tiếp theo nhá. Ui, con này mới còn tem luôn này. Em sẽ show cho mọi người xem. Còn tem mát đầy đủ nhá mọi nhá. Trời ơi, cái chữ này nó bị mờ rồi. 100% lâu kiều nhá. Chịu được cái giá của nó mờ thịt chả nhìn được. Kẻ này còn mới còn nặng này. 45 đến 52 cân ạ. 350 mã là 750. Mới còn tem. 350 mã là 750 ạ. Đây là một em kép hở vai nhá mọi nhá. Con này thì nó là một em kiểu cách. Mọi người ơi, hàng made in Korea, rất xịn luôn. Em phải làm nào để cho mọi người nhìn ra. Kép này, đỉnh dã man. Thế này nó là hở. 750 cho chị Thanh Thanh. Hở tay này hay là như này nào? Không, phải cho tay vào trong mới sang. Cái này các chị ép 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Có khuy chốt cổ nữa này. Kép nhá mọi nhá, không có đâu. 50 cân quay đầu mặc đẹp, con này thì đỉnh của chóp luôn. 350 ạ, có một con duy nhất. Mã số em này là 577 này. Cực kỳ đỉnh luôn. 577 cho em nhá. Màu nâu. Em này các chị size S thôi ạ. 45 đến 50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350 mã là 563. 350 mã là 563 cho em này. Nào, ai nhanh thì được con này. Ai nhanh thì được nha. Em này ạ, các chị có cân nặng size 50 cân đến 60 cân là mặc đẹp cho em ạ. 50 cân đến 60 cân, dưới 60 cân ạ. 350, mã là 710. Chất lông kiểu phê luôn. 350 mã là 710 nha này. Ui. Một em dạ siêu đỉnh nhá. Lắc vàng ở cổ này. Có lót này. Lông kiều 90%. Bà nào được con này mới phê luôn này. 710 chốt chị Hoàng Hà Mi. Em này ạ. Ui, còn mới còn tem luôn ạ. Em này các chị size tầm từ 55 đến 65 cân. Các bạn không lấy em lấy chưa. Mức giá của em này là 350. Má là 295. Có lót luôn, có lắc vàng ở cổ luôn ạ. 350 mã 295, dáng khỏe nhé mọi nhé. Đỉnh. Em này các chị có cân nặng tầm 55 đến 60 cân nhé. Mã to bằng tay luôn ạ. Dưới 60 cân ạ. Mức giá của em này là 350. Mã số là 707 này. 350 mã là 707 nha. 295 cho chị Hồng Nguyễn. Em này là một em dạ. Con này là một em cổ sen nhá. Màu đen ạ. Chất mềm ơi mềm. Em này size M. 48 đến 55 cân nhá mọi nhá. Ui đỉnh. Chất mềm lắm. 48 đến 55 cân ạ. Mọi người nhận con này sẽ thấy sướng luôn. 350 mã là 731 này. 350 mã là 731 cho em nhá mọi nhá. Đây, cái con vest 6 khúc như này thì các là em nói thật với mọi người là đây mọi người nhìn không? Cái form này của nó lên form đẹp cực kỳ luôn. Nói chung 350 cái con này thì không thể thấy lần thứ hai luôn. Size M. ML nhá mọi nhá, form đẹp 731 lắm. 50 60 cân, 6 cái khúc này lên form đỉnh luôn.
dưới 60 cân ạ, 350, má là 708. Em đang mặc màu đen, mọi người có nhìn rõ không, nhưng mà những cái form 6 khuy thì khó, khó lắm. Ít, mọi người nhìn thấy từ nãy giờ, ít cực kỳ luôn. Một em jean màu đen nhá, hàng của Paris này. Con này của nó là phối lông thật nhá mọi người nhá. Đây, phối lông thật ạ. Em này ạ, cái này nó sẽ lên đây nhá. Thường nó có khúc bấm trên này ạ. Em này ạ, các chị có cân nặng size tầm từ 50 đến 60 cân này, dưới 60 cân nhá. 320, chỗ này là lông thật nhá, mã là 697. 320, mã số là 697 nha ạ, crop top màu đen. Crop top này mọi người ơi. Vâng, lông cừu của nó 100% và nó là phi size. S, M, L đều mặc đẹp cho em nhá. S, M, L đều ok. Hàng handmade nhá mọi người nhá. Dưới 60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350, mã là 112. 350 mã là 112. 697 chốt chị Đặng Phượng. Kẻ này mọi người ơi. Kẻ kẻ. Em này ạ, các chị có cân nặng 50 cho đến 65 cân ạ. 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Kẻ lông cừu một lớp ạ. 350 mã là 715. 350 mã là 715 cho em nhé mọi người nhé. Tiếp tục ạ, màu con này là cổ lá sen và con này dành cho các chị. 112 cho chị Võ Hồng Châu Uyên. Dành cho các chị thôi nhá. Chị nào ạ? Các chị có cô size M 48 đến 53 cân. Dưới 53 cân ạ, em lấy 300 nghìn. Mã số là 520. 300 nghìn mã là 520. Màu nâu này. Nâu nhá. Em này các chị có cân nặng size mắc đấy là size S đây này. Nhưng mà em tư vấn các chị size ML 50 đến 60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350 mã là 956 này. Con này vỡ cúc thì bọn em sẽ thay cho mọi người nhá. Cúc đẹp hơn luôn đấy. Đây. Tay của nó sắn lên nhá mọi người nhá. Nó là kẻ, kẻ màu kem. Ngắm có mũ nữa không em ạ? À? Thế để em xem nhá. Mũ thì hơi ít đấy. Đây. Chất lông cừu xịn chưa? Cầm lên mới thấy biết vừa đẹp vừa xịn luôn ạ. Nhẹ. 50 60 cân ạ. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350 mã là 277. 956 chị Mạnh Thơ. 277 em. Đây, em 4 cúc nhá. Em này vừa lấy là có một em của đàn ông, như con này là của phụ nữ này. Size 36 nhá, 100% là lông cừu cho em này. 36 này các chị chỉ maximum size M thôi. 520 cho chị Thắm Trần. Đẹp chưa? Size này 50 55 cân ạ, dưới 55 cân nhá. 350 mã là 400. 350 mã số là 400. 350 mã 400 cho em nhé mọi người nhé. Em này nó là màu xám chì nhá. Mọi người nhìn không? Chất của nó cầm cái dạ nó chắc chắc dạ lắm. Vừa nhẹ vừa chắc đấy, không phải là ấy đâu. Size nhỏ thôi. Mắc của đánh size S nhá. Em này ạ. Các chị có cân nặng size tầm từ SML ok đấy, nó là oversize. SML đều mặc đẹp cho em nhé. SML đều ok luôn, bởi vì cái form này dễ mặc lắm. Này, nó là da dáng vét đấy. Em mặc cái áo đen nhìn nó không rõ lắm. Em này mức giá của nó là 350, mã là 301. Nhưng mà chất nó đẹp lắm, tất cả con màu đen chất đều rất đẹp, giống như kiểu sơ mi ấy mọi người. Có chị nào có chồng 60-65 cân không ạ? Em này là của nam nhá, đằng sau có theo chữ này. 60-65 cân của nam. Đẹp nhỉ? 60-65 cân của nam, các bà ơi. Không có con thứ hai quá, lên form trẻ lắm, học con trai các chị ạ. 60-65 cân ạ. Chỉ 350 nghìn thôi, mã là 190 của nam nhá. 350 nghìn, mã số là 190 cho em này. Chất mà có như của cashmere thế này thì làm nào bây giờ, mọi người nhìn trên live còn thấy hơi bóng bóng nhá mọi nhá. Size này 50-60 cân mặc đẹp cho em ạ. 50-60 cân, dưới 60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350 mã là 134. 350 mã 134 cho em nhá. Kẻ hồng dáng vét này mọi người ơi. 301 kẻ hồng, kẻ hồng. Em này ạ, ML dưới 60 cân, 50-60 cân ạ. 350 nhá, kẻ hồng ạ. Mã số em này là 612. 350 mã số là 612 cho em này. Màu xanh này có vẻ hiếm nhỉ, đáng bếp nhá. Màu xanh này ít quá. Có 1, 2, 3, 4, chị Hạnh Thu.
Lâu tây có chứ chị. Em này các chị size 48 đến 55 cân này. 350 má là 431. 350 má là 431. Trẻ này. Trẻ xinh nhỉ. Đặt vét à. Có đâu sau lưng đi ạ. 612 cho chị Hương đây. Ok, size nhỏ thôi mọi người ơi. 45 đến 52 cân ạ. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá của nó là 350, má là 587 ạ. Màu nâu tây. Em xào phía sau lưng của 431 cho chị Hương Nguyễn. Xa thế em sợ là em một tí nữa em lấy sau nhá. Em sẽ like theo thứ tự, bây giờ em chạy vào đấy thì lâu lắm. Chị đợi được thì đợi, không đợi được thì thôi vậy. Con này là khuy sừng ạ. Một trong những em mà nói chung là mặc lên nó thấy tiểu thư luôn. Dáng này chắc chỉ size nhỏ thôi. Em này các chị size tầm từ 50 đến 60 cân này, quy sừng nhá. Form đẹp 587 cho 50 đến 60 cân ạ. 350 má là 711. 350 má là 711 cho em nhé mọi người nhá. Tiếp theo ạ. Con màu nâu này. Dạ một lớp đấy mọi người ạ. Size này ạ, 48 đến 55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp, hàng lông cừu xịn xò chưa? 350, má là 712. 350, má số là 712 cho em nhá. 350.000 má 712 nha. Màu tây. Khác lạ luôn là có đai nhá. Con này thì nhìn đỉnh rồi. Nhỏ thôi. 7. Không có ạ. 712. Em này ạ, 45 đến 52 cân. Dưới 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350, má là 876 ạ. 350, má số là 876 cho em này. Đây ạ, năm ngoái em có để lại một con như này. Đó là nổi viền nhá. Shop sẽ inbox mã đó chị ơi. Nổi viền lên cho em này, các chị 55 đến 65 cân. Có đai nhá mọi nhá. 55 đến 65 cân, dưới 65 cân ạ, màu đen lông cừu một lớp, nổi viền lên luôn. Mức giá của em này là 350, má là 887. 876 chị Mitu. Ui này, có lắc vàng nhá mọi người ơi. Ồ, hàng thiết kế cho em này. Ui, có mũ này, đỉnh quá. Dòng hàng hiếm luôn mọi người nhá, có lắc vàng ở cổ luôn. Đỉnh chưa? Em này ạ, size của nó đánh là size XS. Em này ạ, cái khóa này thì đúng XS rồi. Em này ạ, phi size, bà nào thích mặc một form rộng đều có thể ok được luôn. Vì con này chất lắm. Mắc đánh XS thôi nhưng mà con này thoải mái, bao nhiêu cân mặc vừa luôn. Em này mức giá của nó là 350, mã số 800. 350, mã số 800 cho em này. 350, mã số 800. Nào, ai nhanh thì được con này ạ. Con này đang trend năm nay đây. Mới. Mới ra trend năm nay ạ. Yêu nhá mọi nhá. Em này chỉ nhỏ thôi. S và M xinh ạ, có chiếc eo này. S và M sinh nhá, dưới 55 cân ạ. 350, má là 862. 800 cho chị Thảo Sumi. À, cổ sen nhá mọi người. Mất người luôn. Em này 50-60 cân cổ sen nhá. Hàng handmade này. 50-60 cân, dưới 60 cân ạ. 350, má là 816. 350, má 816. Ui, chất 862 cho chị Lê Thúy. Tôi thích con này. Cái này các chị size to rồi. Ôi các chị có cân nặng bằng cân em 60-65 cân ạ. Một con duy nhất 60-65 cân, dưới 65 cân ạ. 350, má là 815. Ôi đỉnh luôn. 350, má là 815 cho em nhá. Vét kẻ này 816. Không thể chê được ý. Luôn. Tay có chữ handmade đấy mọi nhá. Em này ạ, ML cho em ạ. Đẹp chưa? 50 đến 60 cân nhá. 350, má là 199. 815 cho chị Đặng Kiều My. Lắc vàng ở cổ của các bà size M ơi. Cái con này thì đúng là xịn rồi. Mọi người nhìn thấy lắc vàng ở cổ không? Màu cũng tây luôn. Em này các chị size M thôi nhá. Chất đẹp quá. Size 48 đến 55 cân. Dưới 55 cân nhá. Em này mức giá của nó là 350, má là 646 này. Để như hầu như đồng giá. 199 cho chị Như Hoa. Bán như kiểu phá sản thôi. Đây ạ, tiếp theo nhá mọi người nhá. Màu mận này, dáng vét siêu đỉnh luôn. Con này chỉ nhỏ tí thôi.
Form này vét đỉnh luôn ạ. Nhỏ lắm luôn ấy thì mới mặc vừa con này ạ. 40x48 cân ạ. Form vét xinh xinh. 40x48 cân, chất mềm êm. Cảm giác mọi người dạ nhưng mà nó cầm rất như là len luôn ạ. Dưới 50 cân nhá. Em này dưới 50 cân được. 350 má là 8-9, 40-50 cân. 350 má 8-9 nha này. Con này vuông vai nhá mọi nhá, lên phát đẹp luôn. Kẻ đấy ạ, kẻ kem đấy ạ. Em này các chị có cân nặng 50-60 cân, dưới 60 cân nhá, vai vuông cho em này. 350 má là 947, chị thấy có comment đọc em này. Size S cho em này. Em đọc vô mình em nghe chị sang cái gì. Size S này. Em này ạ, 40-50 cân nhá. Form vest siêu đẹp luôn. Dưới 50 cân nhá mọi người ơi, dạ răng sói đấy ạ. Kẻ nhá. Dưới 50 cân thôi. 350 má là 965. 947 cho chị 20 em không được. Chị không nhìn thấy comment đấy, em đọc đi. Chưa chị đọc chắc. Thế thỉnh thoảng thấy có lên mà chả thấy đọc thì cứ tập trung đọc mã chốt thế. Thành viên thanh mới đi lớp đầy đủ số thay. Kẻ tím hồng nhá bạn nhá, size 50-60 cân, dưới 60 cân này, 350 má là 979 ạ. 350 má 979 cho em nhá. 965. Ui. Cho chị Trọng Hòa. Ai mà được cái con này với đỉnh này, có cầu vai á, có đai tay đầy đủ luôn, màu đen. Nói chung là sang chảnh rồi. Em này S và M nhỏ dưới 52 cân này, nhìn phát là thấy thích luôn. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mức giá của em này là 350, má là 479 cho chị Thảo Vy. 479 cho em ạ. Đây là một em có lắc ở cổ nhá. Dáng khỏe luôn. Có cuối da nhá mọi người ơi. Em này của nam cho em này. Rồi. Con trai của chị nào mặc vừa con này thì lấy luôn nhá mọi người nhá. Men ạ. Nam có cân nặng tầm dừa 57 đến 63 cân. Siêu men luôn của nam. 479 cho dưới 63 cân của các bé trai hoặc là chồng thì làm nhỏ nhá, dưới 63 cân này. Hàng một lớp lông cừu ạ, của men ạ, 350 má là 737 này. 350 má 737 cho em này. Ui các bà ơi. Một lớp cho hai mặt. Xanh và đen nhé mọi nhá. Em xem cái vest kẻ vừa nãy size S. Ui, size xong rồi, có nghĩa là xong rồi đấy. Mọi người chốt rồi đấy. 60-64 nhá, dưới 64 cân này. Em này 350 má là 117. Còn không em? Cái con vest kẻ vừa nay là còn không? Đã hết rồi, chút rồi. Hết rồi, thích là phải chốt ngay nhá. 737 cho chị Nguyễn Hà. Giá ngắn là có đai ạ. Thích là phải chốt ngay không? Không còn đâu em ạ. Đỉnh chưa? Em này ạ, 40-50 cân nhá mọi nhá. Có đai đi kèm đấy ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 350, mã số là 699 này. 350, mã số là 699 cho em ạ. Em đi vest kẻ đúng không? Đây, cái kẻ đây, em có thể thay thế bằng con này nhá. Thực ra bán tầm này là hơi trái vụ một tí, nhưng mà thật sự mọi người nói nó quá đẹp và rẻ. Trong vụ em sợ không có. Em này ạ, 99 cho chị Nguyễn Thị Thanh Huyền. 50-65 cân, dưới 65 cân nhá. 350, mã số là 677. Thật sự luôn, chị nào mà theo dõi em từ năm ngoái, năm ngoái em bán được chút số nào ấy. Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền chuyển khoản số tiếp ạ. 117 cho chị Tuấn Minh không được. Em bán được đúng một số hay sao không? Số dạng ngắn ấy ạ. Dạ lông cừu ngắn hay dạ dài có thể có 4-5 số, nhưng mà dạng ngắn thì ít cực kỳ luôn ạ. Em này dưới 52 cân ạ, 45-52 cân nhá. 52 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 350, má là 271. Tuấn Minh. Thích chung ngay mà không được ý. Thích chung ngay mà không được ý á. Nghe có vẻ đau khổ quá. Tiếp theo này, em này là một em của nam rồi. Nhìn phát đã thấy manly rồi. Chồng chị nào có cân nặng 60-65 cân này. Đẹp chưa? 60-65 cân nhá. Nam nữ đều ok. Cái này là dáng kiểu oversize, dáng bomber ạ. 60-65 cân, nam nữ đều ok nhá. 350 mã số 700. 350 mã số 700 nhé. Có mấy em di lê em lên luôn nhá. Thì con di lê này thì là toàn là con xịn. Em này các chị 50-60 cân này. 320 nhá mọi người ơi. 320, mã số 62 này, di lên một lớp lông cừu đấy ạ. Nó không phải hàng bình thường đâu. Hàng này là thuộc dạng chủng loại gọi là sao là chuẩn bị gọi là. Ui giời ơi. Em này mà làm nhanh thì được này, có đai nhá. Nhanh thì được, không nhanh thì hết. Em này các chị size M.
Em này 48 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. 350 này, mã số là 13 này, có một con duy nhất ạ, mà không gặp lại đâu. Dáng vết đen không có, nhưng mà sang dáng đấy không có nữa. Mọi người ơi, cái chị khách mới ơi, thích phải chất luôn nhá, không có còn đâu. Bởi vì cái này mẫu nó em bán hàng cũ, nhưng mà mỗi mẫu nó chỉ có một chiếc thôi. 48 đến 55 cân này, dưới 55 cân này, 320, mã là 907. Ui đây này, di lê và còn có mũ ạ. Có khoảng lẫn khoảng 5 con di lê thôi. Áo lông cừu. À chị ơi. Đúng rồi, đúng rồi. 100% là hàng lông cừu hết. Và cho chị Lê thì thay. Ngoài lông cừu ra nó còn là một lớp khâu tay luôn nhá mọi người nhá. Đỉnh thôi đấy. S và M cho em ạ. S và M mà đẹp nhá. Em này có giá 320, mã là 691. Hương Nguyễn. 691 cho em này. Màu xám nhá. Con này ạ, nam nữ là ok này. Nói chung là chị nam. Chị Linh Bùi cứ lên má đi ạ. Nam mà mặc được con vest thì em thấy nghĩ là đỉnh luôn. Chồng chị áo cân nặng size tầm từ 64-68 cân, mà con này cũng đẹp, và các chị nữ mặc cũng đẹp luôn. 64-68 cân hoặc là na nữ mặc thoải mái luôn, nữ mặc oversize ạ, rất là đẹp luôn. Em này mức giá của nó là 350 nhá mọi người nhá. Đấy, mặc đánh 700, nhỏ luôn. Cô chị Nguyễn Thị Lê. Không, con này nữ mặc đi, dưới 65 cân size nào mặc vừa luôn. 350, mã số là 36. Cho chị áo phố vào. Đấy, chị đang hỏi kẻ đấy ạ, viết kẻ đấy ạ, lên đi ạ. Để kêu gọi mọi người nào, không chớp gì hết luôn. Bởi vì mỗi mẫu chỉ có một chiếc thôi. Và em một năm em chỉ bán được 1 đến 2 lần cái chủng loại này thôi. Và mới cái mức giá này thôi nhá mọi nhá. Em này ạ, các chị 50 chuyển 60 cân ạ, 350, mã số 15. Lâu kỳ một lớp đấy nhá mọi người nhá. Ui bà nào được con vét vàng này ạ. Con vét vàng này em bán mọi người 350 em tiếp. Nó là hàng thiết kế riêng. Ôi đỉnh chóp luôn. Lên form tôi mặc lên á, đỉnh luôn này. Mát đánh size M nhá. Chị nào ạ, 50 đến 60 cân, đẹp thật. 50 đến 60 cân ạ, dưới 60 cân nhá. 350, mã số 11, lên. Ôi, con này mới còn tem nhá mọi nhá. Mới còn mạc luôn. Mạc đánh size nhỏ thôi. Mới còn mạc. Cho chị Xuân Hằng. Em này ạ, mác đánh size XS thôi. Nhưng em tư vấn các chị có cân nặng 55-60 cân. Dưới 60 cân. Mặc được ạ. 320. Cho chị An Nguyên. 320, mã là 981. Con di lê cuối cuội cuôi nhá. Ui, toàn con chất như này. Di lê gọi là chót rồi đấy, hết sạch rồi đấy. S thôi ạ, dưới 52 cân, 40-50-52 cân ạ. 350, mã là 320, mã là 985, xin lỗi mọi người nhé. 320, mã là 985, dạ kẻ đấy ạ. Chị nào vừa cần dạ kẻ này, con này nữ. Nữ cho em nhé mọi nhá. Nữ này các bà ơi, cái này các chị 50-60 cân em thề, mọi người mặc lên sang. Kẻ nó đỉnh lắm. 50-60 cân, dạ lông cừu một lớp khâu tay. Nói dài quá. Em không nói nữa. 350 mã số 21. 350 mã số 21 ạ. Đây mọi người có một con của nam đây này. Men que thì phải. Nào, em xem cho con này. À con này của nữ mọi người, không phải của nam đâu. Con này có độn vai đây này. Độn vai, ui. Con này nhá mọi người ơi, da của bọn da thì con này lên phải 15 củ. Em nói thật với mọi người luôn. À Hoàng Việt. Em này các chị có cân nặng 316 chút chị Hạnh Tít Mít. 50 60 cân ạ. À. Càng nhỏ mà con này càng đẹp luôn, kể cả size S mà con này cũng đẹp luôn. Vai vuông mà có độn vai nhá mọi nhá. Đẹp chưa? Em này mức giá của nó là 350. Mã số em này là 571 à 572. Có vai vuông nhá, mã 572 cho em này. Mà em kẻ nhá mọi nhá. Kẻ ạ. Kẻ cho em nhá. Mác đánh là size nhỏ thôi, nhưng mà em thề mọi người luôn là ML đều ok. Kẻ dạ một lớp lông cừu khâu tay. Em này 50-60 cân nhá. 350, mã số 64. 350, mã số 64. Mã 11 cho chị An Nguyên rồi ạ. 572 cho chị Nguyễn Thúy Hằng. Tiếp theo này, em này ạ, một em màu be. Như con này size to ấy nhỉ, nam hay sao nhỉ. Em không biết được nam một nữ nhá. Chất lượng và sống luôn. Đầu tư cho chị Mạnh Thơ. Xịn thế chứ. Con này nó là lông cừu chính hãng luôn mọi người nhá. Xịn lắm ăn. Em này là các chị có cân nặng size tầm từ 57-63 cân. Em thề là chất đẹp, mềm kinh khủng luôn.
63 cân quay đầu nhá. Em này 350 vừa bán vừa tặng đấy. Mã số là 763. Lam thì hơi ít chị ạ. À, lam thì em sẽ không có nhiều lắm, nhưng mà mọi người sẽ theo dõi giúp em nhé. Nếu có thì em sẽ hô rất là to lên, bởi vì là lam thì thông thường là chủng loại lam thì rất là đắt ấy. Nó lẫn ít lắm, bởi vì lam phải mua với giá cao hơn rất là nhiều. Em này ạ, lông cừu một lớp khâu tay size L dán vét nhá. 55-60 cân là chất như có cashmere luôn. 350 mã là 106 ạ, mọi người phải sờ mà mới biết được cơ. 350 mã 106 cho em này. Tiếp theo ạ, con này ạ, dáng hàng handmade các bạn nhá. Đỉnh lắm, cúc của nó mạ kim loại. Em này ạ, các chị có cân nặng size 60-65 cân mark đánh size XL và nó rất là phù hợp với em. Mark cúc kim loại mới cứng nhá, nói chung từng chi tiết của nó rất đẹp. 60-65 cân ạ, 350, mã số là 432. Nếu mà dòng các chị nào mà... 106 cho chị Nguyễn Thúy Hàng. Ôi này, cái này hàng cúc từ trên xuống dưới nhá. Người nhìn viền kẻ trong của nó này. Em ơi, đỉnh. Mark đánh size nhỏ cho em nhá. Vai vuông đấy ạ. S và M mặc đẹp cho em ạ. 45-55. Ủa, con này các chị phải M, L với này. 50-60 cân ạ. Không, cực đẹp luôn. Chất mềm, nhẹ. Dưới 60 cân, tất cả các con em ở tất cả các con đen đều rất đẹp luôn nhá. Mức giá của em này là 350 mã 429. 350 mã 429 cho em nhá. Kẻ nhá mọi nhá, kẻ. Bên em là hàng si chị ạ. Em này em bán hàng cũ ấy chứ. Còn những cái dòng này nếu mà mọi thực sự với mọi người luôn, mọi người ở Việt Nam mình ấy, hiện tại rất là ít cái thương hiệu ra cái dòng này. Nó là dòng một lớp bởi vì nó đắt. Ra những cái giá mà ví dụ mọi người 7, 8, 9, 10 triệu ấy, cộng với cái khi mà nó sale off vẫn còn 3, 4 triệu ấy. Thật sự mọi người luôn là cũng ít người mua nên là không là mấy. Cái này em phải nhập từ sách từ nước ngoài về nhá mọi nhá. Cụ thể là từ Trung. Vi Anh Thư. Nó sẽ tập hợp cả Hàn, cả Nhật, có cả dạ Hàn, Nhật, cả Trung ở đấy. Sau đó là mình sẽ phân loại bên chị đấy. Chị Hạnh Trần cứ lên mã đi ạ. 47, 53 cân, dưới 53 cân ạ. Đó là kẻ nhá mọi nhá. Kẻ này. Em này mức giá của nó là 350, mã là 726 này. 350 mã 726 cho em này. Tiếp theo mà em vét 4Q nhé các bạn nhé. Ui, mới còn tem này mọi người ơi. Mạng đánh size M này. Mới còn tem nhé các bạn nhé. 726 cho chị Vệ Lĩnh. 60-65 cân ạ, à. Em này nam nữ đều mặc đẹp. 60-65 cân nhé. 350, mã là 474 này, mới còn tem. 350, mã số là 474 cho em ạ. Tiếp theo nhá. Em này là một em form rất đẹp luôn. Nó là dáng 2Q này, cùng có đai luôn ạ. Chất của nó, lông của nó dài và rất mượt nhá mọi nhá. Cảm giác xem nó còn hơi có độ ấm của bọn chất như kiểu cashmere luôn ấy. Em này là S và M ok luôn này. Có đai nhá bạn nhá. Em này ạ, 45-53 cân, dưới 53 cân nhá. Form cực đẹp luôn đấy. 350 này, mã số là 569 này. Buộc đai rồi đấy chị. 350, mã là 569 cho em này. Ui, form bag siêu đẹp luôn mọi người nhá. Size nhỏ thôi. S thôi mọi người nhá. 40 cho đến 40-50 cân ạ. 50 cân quay đầu mà đẹp, dưới 50 cân nhá. 350, mã là 776. 350, mã số là 776 cho em này. Nhất không dài. Nè. Đó là kẻ nhá mọi nhá. Kẻ cho em này. Em này các chị size L cho em nhá mọi nhá. Size L cho em này. Em này các chị có cân nặng 57-63 cân này. Form khỏe nhá. 63 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350, mã số là 689 này. Bạn đi so sánh giá thoải mái đi. Đến lúc quay lại là hết là vừa. Bởi vì là 776 cho chị hàng phố phở. Hàng này á nó hiếm. Mọi người thấy mọi người em bán mọi người sẽ biết mà. Đây. Có chị nào chưa biết hàng dạ một lớp như nào là như nào không? Dạ một lớp lông cừu hàng xịn như nào không? Em này các chị size có cân nặng tầm 47 đến 52-53 cân. Dưới 53 cân nhá, 350 này. Quá đẹp, mã là 789 nó kẻ đấy ạ. 350 mã là 789 cho em nhé các bạn nhé. Có thấy chị Nguyễn Liên này à? 350 mã 789. Chị Nguyễn Liên mã đi à? Ui dồi. Size nhỏ thôi này. Em này à, các chị dưới 52 cân ạ.
trứng nó là dạ lông cừu như là hàng một lớp đây, nhưng nó không phải là hàng một lớp khâu tay, thế nên giá nó sẽ rẻ hơn này. Mọi người ơi, đây này, chị nào chưa biết thì em sẽ phân loại lại một lần cho mọi người biết này. Cái con dạ một lớp lông cừu của nó ấy, mà hàng khâu tay mà em bán giá mọi người cao cao ấy, nó là hàng đỉnh ấy. Tất cả các đường chỉ của nó sẽ bị giấu ở bên trong đi, nó sẽ mọi người sẽ không nhìn thấy đường chỉ đâu. Còn những cái hàng bình thường này mọi người may chị, thì nó sẽ nhìn thấy đường chỉ. Phạm Thị Hiền ơi, chị cứ lên mã đi à, chị xem con nào vừa thì chị lên mã à. Nhìn thấy đường chỉ nhá, thế nên là nó khác nhau là khác nhau cái chất bên trong. Nhiều lúc mọi người nhìn là à ui, cái shop kia like có mấy chục nghìn với cả 150 với 200, mà sao nó lại đang đắt hơn ấy. Bởi vì sao, khác nhau về chất nhá mọi người nhá. Như con này em bán cho mọi người 250 này. Em này 50-60 cân ạ, 250, má là 745. 250 má là 745. Như con này em sẽ bán 350.000 em vẫn còn thấy tiếc ạ. Bởi vì sao, nó chả thấy đường chỉ đâu cả. Mà cầm cái áo dạ nó lên rất nhẹ và sướng luôn. Có tới chị hoa sen đá đấy ạ. Đây, em này các chị có, đây nhá, cái này sẽ có khúc đóng đây này. Em này các chị có cân nặng size từ 45 đến 52 cân, kẻ nhá, dưới 52 cân này, 350, má là 751. Ngọc Diệp Nguyễn 751 cho em ạ. Tiếp theo này, một em này là một em Vũ Thu Hà cứ lên mã. Vét siêu đẹp, có đai nhá mọi nhá, có lót luôn, kẻ luôn. Em này thì nói chung là hàng thiết kế xịn sò luôn rồi, hàng Hàn nhá mọi nhá, lông cừu 90%. 751 cho chị Thiên Lan. Em này các chị có cân nặng tầm từ các bà size tầm từ 55 đến 60 cân, mà con này cực đẹp luôn, vai vuông nhá, có độ vai đấy. Dưới 60 cân hàng handmade nhá. Em này mức giá của 350. Con này thì nói chung là hàng thiết kế đỉnh luôn, mã là 754. 754 nha nhé mọi nhá. Em có mũ này mọi người ơi. Mũ nhá mọi người nhá. Chị Trần Trúc ơi, chị thoát ra vào lại đi ạ. Kẻ có mũ có đai nhá mọi nhá. S và M 45 đến 55 cân ạ. Mức giá của em này là 350, có mũ có đai. Mã số là 755. Em có giấy chị anh Vũ đi ạ. 755 cho em ạ. Có. Ui đẹp chưa? Cổ là xem cho em nhá. Em này các chị size tầm từ 48 đến 55 cân, dưới 55 cân này, 350, mã là 683. 350, mã số là 683 cho em nhé bạn nhé. 350, mã số là 683. Rồi, size này các chị. Có thấy chị Thúy Trần đây đẹp à? Chưa? Con đỉnh luôn nhá. 75, em này các chị 50, 60 cân, dưới 60 cân nhá. 350, mã là 727 này. 350, mã là 723 cho chị Thúy Linh Trần. Dáng vét nhá mọi người, đằng sau có hình này. Con này phù hợp với các chị trẻ hoặc là các bạn trẻ nhé mọi nhé. Nói chung là với tài chính 350.000 mọi người sở hữu con dạng đồng lớp lông cừu là quá đỉnh rồi. 48 đến 55 cân ạ, dưới 55 cân nhé. Form vét cũng đẹp luôn, chất mềm đó. 350, má là 386 ạ. 727 cho chị Đặng Phượng. Ôi các chị nào mà dùng một lớp lông cừu rồi mọi người review lại với em ở trên live đấy. Mà như nào ấy, em nói nhiều hơn nhiều chứ khác mới hơn, mọi người không biết dùng như nào ấy. Ui, con này còn có đai nhá. Em này 45 đến 55 cân là đẹp cho em này. Dưới 55 cân nhá, 55 cân quay đầu mặc đẹp này. 350, má là 746 này. 350, mã 746 cho em này. Vét này, con vét này ạ, lên form cực kỳ đẹp luôn. Mọi người nhìn cái quả mác của nó này, 386 cho chị Trần Thúy Tình. Uy tín mấy trưởng luôn. Đây em phải bán thử thôi nhé mọi người nhé. Em này bé rồi. Con gái nhà chị nào cân nặng tầm từ 33 đến 37 cân. Em này em lấy mọi người mức giá 150 nhá, bán vừa tặng vừa bán tặng cho các con, và bán 150 là bán tặng nhá. Thế còn con này nhập vào là không có giá, nếu mà mọi người đi xỉ mà xem không bao giờ có giá dưới 250.000, chưa kể tiền giật là mấy chục nghìn một con nhé mọi người nhá. Cộng với tiền lỗi mất đi nữa. Dưới 150 ạ, mã là 528 em này. 528 cho em này. Ui con gì đây này, đẹp quá, lại xót xót xót. Mọi người nhìn nào. Đấy, giặt làm mấy chục nghìn một con nữa. Lên tổng chi phí vào 300. Cộng với việc là phải thuê mẫu like như thế này, thật sự với mọi người bán cho mọi người 350. Em chỉ lại tiền mấy chục thôi, lại nhỏ nhỏ thôi. Em này 45 đến 50 cân, dưới 50 cân nhá mọi nhá. Mức giá của em này là 320. Đấy, những con như này là lỗ hẳn luôn. Mã số là 933. Dạ, ép một lớp là đỉnh rồi. Đi lên cũng. Ui, con bóng bờ đẹp quá. Đấy, thế nên là cái giá 350 em bán cho mọi người, thật sự mọi người luôn là phải tặng nhá. Chứ còn
bình thường bán 350 em thề mọi người luôn ấy, gần như là sát sạt giá gốc lắm rồi ấy. Có nghĩa là em chỉ cần ế vai con là lần sau em không dám bán nữa luôn. Em này các chị ở cân nặng 55-65 cân, 350 mã số 800, 350 mã số 800 cho em này. Con handmade này đẹp quá. Thật sự luôn đấy, nếu mà em vài con này lần sau em không dám bán nữa đâu. Phải có lãi mà bán, không có lãi lỗ rồi, sắp mặt luôn. Vét 4 quy quy này, dưới 65 cân nhá, 55-65 cân, dưới 65 cân ạ, 350 mã số 52. Nó sẽ rất rủi ro đấy. Có thấy chị Thúy Trương ấy ạ? Em này các chị xanh mờ đẹp chưa? Dáng của nó dáng kiểu form jacket nhá, ML này, đẹp chưa? Tay có khóa khuy nhá mọi nhá. Này. Em này ạ, 50-60 cân nhá, kéo khóa này, dưới 60 cân ạ. 350 mã số 400. 350 mã số 400 cho em này. Tiếp theo của em vét màu kem nhá. Vét màu kem cho em này. Ôi. Em này ạ, các chị có cân nặng size tầm từ 50 cho đến 60 cân ạ. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 60 cân này. Trời ơi. 350 mã là 736. 350 mã là 736 cho em này. Một em màu tím than, con này là con thứ hai, màu tím than rất ít luôn và lên form thì 400 rất đẹp luôn. Anh Hằng. Xanh la vi nhá mọi người. Em này ạ, các chị có cân nặng size nhỏ chị cho em nhá. Size tầm từ 48 đến 53 cân, dưới 53 cân ạ. À, 350 mã là 769. 350 mã là 769 cho em này. Con vest màu pastel như này ạ, không lấy thì không còn luôn ý. Mới con đen, lông cừu xịt trò luôn, size nhỏ thôi ạ, S và M nhỏ thôi. S và M nhỏ cho em nhé mọi nhé. Em này ạ, các chị dưới 52 cân rồi, 40-52 cân mặc đẹp luôn. Dưới 52 cân nhá. Em này mức giá của nó là 350, mã là 738 cho em này. 769 cho chị Phạm Quyên. 350 mã 738 cho em ạ. Màu kem và da họa tiết kẻ cũng như là dáng vest cho em ạ. Em này ạ, đẹp chưa? Em này 50 cho đến 57 cân, dưới 57 cân ạ. 350 nhá, mã là 891. 738 cho chị Điền Bùi. Ôi con vest này mà có độn vai như này thì phải lên luôn, lên ngay. Có lớp, có độn vai nhá. Áo dài hôm nay chỉ thỉnh thoảng có một cái thôi chị ơi. Hôm nay không là... có áo dài, hôm nay là giá này là chỉ có áo ngắn thôi, size S cho em này. Áo dài thì lô siêu phẩm em sẽ làm vào một buổi khác nhá, để em sắp xếp ạ. Em này 45-50 cân này, form đẹp kìa. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350, mã số em này là 200. Ôi như con này thì xịn quá rồi. 891 cho chị Xuân Phạm. Màu xanh cốm này, hot của năm nay nhá. Có được kiểm tra hàng trước khi nhận đây ạ? À? Có, em đồng ý cho mọi người kiểm tra hàng trước khi nhận. Bởi vì cái hàng này em tự tin lắm. Em này 50-60 cân này, 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350, má là 742. Màu cốm này hiếm nhá. 200 cho chị Tuyết Minh nhá. Thực sự, ôi con kem này đẹp chưa? Hàng handmade cho em nhá mọi người ơi. À, cái, thực sự nhà em nhỉ, cái mã nào cho hàng kiểm tra hàng trước khi nhận đấy. Em này ạ, à, dưới 52 cân nhá mọi người ơi, 45-52 cân này, dưới 52 cân nhá, S và M nhỏ. Mức giá em này là 350, mã là 698 ạ, à. Cái lâu là 742 chút chị Trần Thu Hương. Lâu này cái gì? Nói chung là mọi người đến với em thì không bị chật chém đâu, chỉ mọi người chật chém em thôi, em toàn bán như giá 528 chị. Như gần như sale off, gần 50% so với thị trường nên mọi người yên tâm. Size 48-55 cân, dưới 55 cân nhá. 350, mã là 770. 350 mã 770 nha này. Ủa, nhưng con vest này em nói thật với mọi người nó khó kiếm lắm. Hàng new ấy, giá của nó phải tầm, nếu mà bèo bèo của nó phải củ rưỡi, 2 củ trở lên thì mới được ra cái chất này ấy. Em nghĩ là còn chưa được ấy. Em này các chị 50-60 cân này, hàng handmade nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 350, mã là 741. 350 mã 741 cho em ạ. Ui. Tiểu thư bánh bèo này mọi người ơi, con này là dáng lỡ nhá và có đai. Xịt luôn đấy mọi người nhá, size nhỏ thôi, SM. Chất mềm nhẹ tênh luôn này. Em này các chị ở dưới 55 cân này mặc đẹp cho em nhá, có đai nhá mọi người nhá. 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ, 48-55 cân đi.
350 này, mã là 764 này. Xong cực đẹp luôn. 350 mã là 764. Chị là Hana đi ạ. Có thấy chị Nguyễn Hảo. Vét kẻ, vét kẻ. Em này này, chị nào cân nặng size 50-60 cân ạ? À? Kẻ, 7, 4, mềm 1, lắm. Chị Lê Mai. Hàng bên Korea nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 350 mã là 128 này. 350 mã 128 cho em này. Ui, những cái form này này. Em nói thật với mọi người luôn này. Chị Phạm Hương ơi, chị lên mã bị chậm đi ạ. Chưa một con nào. Phát ra vào lại đi ạ. Vai của anh không xong. Đây, form 4 cúc nhá. Mọi người nhìn này, khi mặc lên cái vai là rất vuông và đẹp luôn. Em này S và M cho em ạ. 45-55 cân ạ. 350 mã là 698 này. 128 cho chị Nguyễn Minh Đức. 698 cho em này. 698 cho em nhé mọi người. Con màu đen này, quỳ kim loại xinh đẹp nhá. 698 thôi chị Tuyết Lu. Quỳ kim loại ạ. Ui. Em này các chị có cân nặng 55-60 cân. Này mọi người nhìn đẹp chưa? 55-60 cân nhá. 350, mã số là 790. 350 mã số là 790. Chị Trần ơi, chị thoát ra vào lại đi ạ. À? Chị lên mã còn bị chậm một. Con này là dáng lỡ nhá. Bình thường dáng lỡ của nó phải là 500 mọi người nhá. Nông cứu hai mặt này. Em này các chị 50 cho đến 57 cân, dưới 57 cân nhá. Bình thường lỡ phải 500 đấy. Mức giá của em này 350, mã là 719 ạ. 719 cho em nhé mọi nhá. Vét màu xanh lá cây, siêu đình đám của năm nay nhá mọi người nhá. Em này là các chị 50-55 cân thôi này, size M này, con này rất đẹp luôn. Dưới 55 cân nhá, 350 thôi. 719 cho 716. 350 mã 716. Ủa con này đẹp quá mà, ép kiện nó bị vỡ cúc này. Em sẽ thay cúc cho mọi người nhá. Còn cái chất của nó thì em nghĩ mọi người nhận 698. Được. Mọi người sẽ phải suýt xoa chất rất đẹp luôn. 48 đến 55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Lông cừu một lớp cơ tay và rất nhẹ luôn. 350 mã 762. Bộ cúc này em sẽ thay cho mọi người một bộ cúc lá. 716 cho chị Mạnh Thơ. 762 cho em nhé mọi người nhá. Tiếp tục này. Đây là một em dáng vét đỉnh luôn. Bởi vì sao? Cái khuy của nó cao hơn bình thường nhá. Bình thường khuy nó sẽ nằm ở bên dưới. Cái khuy này nó đóng cao hơn lên thì form vét của nó rất là đứng luôn. Chị Mạnh Thơ chuyển khoản giúp em chị đi. 762 cho chị ép chua ngọt. 40-50 cân nhá. Dưới nặng 40-48 cân là đẹp nhất. Dưới 48 cân ạ. 350 mã là 737 này. 350 mã là 737 cho em này. Mạnh Thơ chuyển khoản trực tiếp ạ. Đây ạ, đây là một em dáng choàng nhé mọi nhá. Gọi là trắng choàng sang cái cổ nó rất là đẹp luôn. Cộng với có đai. Size nhỏ thôi mọi người nhá. Đây, vai vuông và nói chung là con này là quyền lực đấy mọi người nhá. Bởi vì ít lắm, cái form này ít lắm. Có đai size S cho em này. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 50 cân này, mức giá của em này 350, mã là 105. 737 cho chị Thủy Nguyễn. 350 mã 105. Ui, lắc vàng nhá mọi người ơi. Chị Trần Trúc ơi, chị cứ lên mã đi ạ. Lắc vàng nha. Con M. Em này mắc có đánh size nhỏ nhưng nhỏ này của bọn Âu. 105 cho chị Thương Nguyễn. Em này các chị 55-60 cân của bọn châu Âu đấy ạ. Đỉnh luôn nhá. Cúc vỡ có thể thay được. Cúc vỡ thay một cúc đẹp luôn. Em này 350, mã số 44 này. Con này là một trong những form châu Âu siêu đẹp luôn. Có lót là rất là xịn luôn mọi người nhá. Chưa có thể. Một em dẫn với em dạ tuyết này. Ủa không mọi người ơi, nó không phải dạ tuyết ạ. Nó là dạ tuyết bên ngoài, bên trong là lông cừu nhá. Và những cái chất dạ tuyết này nó sệt giật dẹt nhá. Ê, nó là sợi sợi lông cừu nó dệt lên này. Chị ơi, lít cái lâu rơi dưới lề nạ. Đâu? 44 cho chị Tâm Thanh. Đẹp dã man luôn. Sang như dạ tuyết nhưng mà đẹp như dạ một lớp. 60-65 cân, dưới 65 cân này. 350, mã là 188. Tôi thề luôn là đầu tiên tôi nhìn thấy một con mà chất của nó lông cừu hết nhá mọi người nhá. Đây. Con này là một em form jacket nhá mọi người nhá. Size 38 của bọn châu Âu. Ui các bà ơi. Kéo khóa nhá mọi người nhá. Em này ạ. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 57 đến 63 cân, dưới 63 cân nhá. Em này mức giá của nó là 350, mã số 1. 350 mã số 1 cho em nhá mọi người nhá. Nào.
kiểu nhá mọi nhá. Cổ là bọn này như là kiểu Zara. Zara ụt còn mạc này. Vâng, giá của nó chỉ rơi vào 2.900 thôi. 2.900 nhân lên khoảng cỡ chỉ chục triệu thôi mọi người ơi. Nhìn nó đơn giản đấy thôi nhưng nó đắt cực kỳ. Em này các chị size tầm 48 đến 55 cân ạ, dưới 55 cân nhá. Em này 350. 923 cho em này, còn mạc đấy về tự tra nhá. 923 cho em này. 923 cho em nhé mọi nhá. Tiếp theo này. Vest và cỏ đai ạ, một trong những con mà từ nãy giờ chưa có luôn. Áo vest ạ, S và M cỏ đai nhé mọi nhá. Đẹp chưa? Dưới 52 cân của cỏ đai ạ. 52 cân quay đầu mà đẹp nhá. 350, mã là 438 này. 350, mã số là 438 cho em này. Crop top này, dáng nhỏ nhỏ thôi. Đẹp. Em này các chị có cân nặng size S và M dưới 52 cân crop top nhá. 350, mã là 903. 350, mã 903 cho em này. 438 cho chị Tùy Dương Nguyễn. Đây là một em dáng men nhé mọi nhá. Men wear. Size của nam nhé mọi người. Đúng rồi, của nam đấy ạ. Còn cúc dự phòng luôn. Em này ạ, chồng chị nào có cân nặng size tầm từ 53 là 57 cân của nam ạ. Dưới 57 cân của nam hoặc các bé trai nhà các chị ạ. Dưới 57 cân nhá. Em này 350 này. Mã số em này là 929 này. Nam size nhỏ thôi. Vét màu xám ạ, chất dạ lông cừu một lớp nhé mọi người ơi. Ủa, tôi chưa thấy con nào chất mà chất như con này luôn ấy. Nhẹ và ấm dã man luôn này. Em này ạ, nhìn tây chưa. Các chị có cân nặng size tầm 60-65 cân em thề luôn là mặc lên cực kỳ sang luôn. 60-65 cân ạ, 350, má là 748. 350, má là 748 cho em nhé mọi người nhé. Tiếp tục ạ, một em này là hàng Korea nhé mọi người nhé. 800 từ lâu rồi. Này mọi người nhìn cúc tay nha. Hàng handmade nhá mọi nhá. Em này các chị có cân nặng tầm 53-60 cân. Dưới 60 cân nhá. 350 rồi, má là 701. 350, má là 701 cho em nhá. 748 cho chị Nguyễn Minh Đức. Vét này dáng dài nhá, dáng lỡ đấy mọi người ạ. Dáng lỡ cho em. Nào. Chị nào cân nặng tầm 55-60 cân như con lỡ này tầm 500 đấy. 55-60 cân này có lót nhá, rất là cũng mềm luôn, êm không biết tả nào luôn. Em này mức giá của nó là 350, mã là 771. 350 mã là 771 cho em này. Vét nhá mọi người ơi. Cái chất của nó cầm phê luôn nhá mọi nhá. Mác đánh xem mờ. Em này ạ, à, em này nữ 60-65 cân rồi. Mọi người nhìn này, chất của nó này, phê chưa? Cái mặt dạ của nó thề luôn là sướng. 60-65 cân bằng cân em, ok luôn. 350, má là 163. 350, má 163. Ủa nó không mát ạ, bây giờ nó mới ra. Con mình thấy sao nó ra ấm ấm luôn. Nào, ủa. Đây là một em nhá, có dạ một lớp lông cừu này. 771 có, chị em ơi. Có mũ này. Phối này. Em này các chị có cân nặng size MLXL. Dưới 65 cân ạ, à, dưới 65 cân nhá. Em này mua giá của nó là 350. Má là 975. 350 bạn chị Huyền ơi, nhìn rồi. Bỏ bớt một tí. Bỏ bớt một tí nhá mọi nhá. Em này các chị chỉ 48 đến 55 cân là đẹp thôi. Dưới 55 cân nhá. 350, má là 607 này. 350, má là 607 cho em này. Màu nâu tây. Cái này của Kip có đai. Em này bé như chị nào rồi? Bé xíu xíu xinh cho em nhé. Tay ngắn. Con này bé như chị nào có cân nặng size tầm từ 30-35 cân, 150. 30-35 cân các con bé gái nhá. 150 ạ, má là 270. Bé bé này. Bé xinh xinh rồi. Màu chị cam này. Nguyễn Hà ơi, chị dùng 4G đi ạ. Màu cam size S cho em nhé mọi nhá, size S thôi.
45 đến 50 cân ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350 này. Má là 519. Em ơi. Em ơi, giá siêu phẩm của tôi giấu ở đằng này à, bây giờ mới ra. Vãi cả trường. Đẹp chưa? Chỗ này của nó là gọi sao nhỉ? Đàn anh nhà chị rồi, không phải tính gì rồi. Cái khuy từng nhá. Da cái lót khuy của nó là da nhá mọi nhá. Bác xịn ạ. Có mũ này, khuy sừng đỉnh quá. Em này 50 60 cân ạ, 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350, má là 343. 350 má là 343 cho em này, màu hồng siêu đẹp nhá. Em này là các chị size nhỏ thôi, em mặc được. Hay to không mặc được. Em này tay lỡ nhá mọi nhá. Em này ạ, 45 đến 50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 350, má là 734 này. Nhìn đẹp nhỉ. Con quy sừng ấy không lấy không còn luôn. 343 chốt chị Bùi Thị Tuyết Anh. Đây, các chị 60 65 cân là mặc con hồng này luôn này. Nào chuẩn bị bàn phím đi các chị ơi. 60 65 cân ạ, dưới 65 cân ạ, 350, má là 730. 73 chốt chị Thùy Dương Nguyễn. Rồi, mấy em hàng thiết kế này, nhiều màu này không có quá. Đâu. Em đã bảo rồi nó là tuyển và cái giá mọi người nghĩ không? Cái giá quá hợp lý luôn. Em đã bảo em xét đồng nguồn, mọi người không phải suy nghĩ rồi. Cứ việc chốt thôi, cái ngày hôm nay không chốt là hết rồi. 743. Em này 50, 60 cân ạ, màu xanh cốm siêu đẹp luôn. 350, má là 580. 350, má là 580 nha em này. Tôi thề với các bà luôn, con này là của Nam rồi. Mọi người nhìn này. Hàng của Âu nhé. 730 hàng của Pháp cho em. Dương. Con này chắc là của Nam chắc rồi. Này bé trai chị nào học đại học rồi, các thứ là mặc đẹp này. 70-75 cân ạ, dưới 75 cân mặc đẹp cho em nhé. Nam 350 má là 747. 580 cho chị Trần Thu Hương. 350 má 747 cho em này. Ôi. 52 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 52 cân nhá. 350 má là 759 này. Trần Thu Hương cho cọc tiền rồi. 350 má 759. Ôi giời ơi, một kem có mũ này các bà ơi. Con này nhá. Tôi thề bà nào mà chịu khó ấy, mới đi tìm cái lông mà gắn vào mũ thì 747 cho chị Trung Huệ. Đi mua lông cũng được. Đỉnh lắm luôn ấy. Em này là phi size nhá. Oversize kem dưới 65 cân ạ. 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350 rồi, má là 766 ạ. 350 mã 766 cho em này. 759 cho chị Liên Loan. Đẹp chưa, đẹp chưa. Dạ kiều nhá mọi người ơi, cầm cái áo nặng chịch tay luôn ạ. Em này của nữ rồi, chị áo 60-65 cân của nữ nhá. Dưới 65 cân này, 350 mã là 971 này. Mẫu hôm nay em thế. Chị ơi, chị lâu chị không nhìn thấy em. Chỉ cần 3 tháng nữa chị nhìn em thì em sẽ về sẽ ép cho chị xem. Cái nỗ lực hàng ngày ấy các chị ạ. Khổ quá. Ui, này, chỗ này của nó phối dạ tít nhá. À, nó 766 cho chị Hồng Đại. Phối một miếng len cừu nhá mọi nhá. Tất cả là len là lông cừu hết ạ. Áo dạ là lông cừu và len là len cừu nhá. 50-60 cân ạ, 350. Mã số em này là 48. Chị Hồng Đại, anh mới chuyển khoản để cho Tiêu ạ. Đẹp mà tốn chèo quá. Lần sau không có đâu, đừng nghĩ tốn xẻng. Đến lúc mọi người cần mua ấy, để mua với giá gấp 10 lần lên ấy. Em nghĩ là thế này không tốn đâu, mua hàng mới mới tốn đấy. Đó, em này các chị 60-65 cân, bằng cân em ạ. Em thề mọi người luôn, cực kỳ đẹp luôn. Em chốt cái này. 48 chị Đặng Phượng. Chị nào bằng cân em lấy đi, đẹp lắm luôn ạ. Vì sao nhỉ? Em tả với mọi người như nào nhỉ? Lông nó vừa dài mức vừa phải và rất là mượt luôn nhá mọi người nhá. Rất là mượt luôn, cầm lên sướng lắm. Em này 60-65 cân ạ, 350, má là 753. Nói chung mọi người lên có 1-2 con đen trong tủ. Dễ phối. Đây ạ. Ui giời ơi, lại có đai đi kèm nữa chứ. Có đai đầy đủ nhá, đai tay, đai eo, đai luôn. Chị Hồng Nguyễn. Em này các chị size M, 50-55 cân. Em nghĩ là tuyệt phẩm rồi. 50-55 cân nhá. Em này 350, má là 702. 350, má là 702. Thực ra là để mà em được ra được cái dòng dạ này với cái mức giá này cho mọi người, thật sự mọi người em đổ máu hơi bị nhiều luôn đi. Thế nên là em nghĩ là em thấy hôm nay các chị chốt căng quá, em trân trọng các chị nhá. Giờ em sẽ cố gắng tìm kiếm cho mọi người những sản phẩm tốt hơn. Ôi, con này như có cashmere luôn nhá. 60-65 cân, xinh đẹp ạ. 65 cân quay đầu nhá. 350 này, màu cũng đẹp luôn.
kiểu đẹp, chất đẹp nhá. Mã là 909 này. 350 mã 909 cho em này. Kẻ xám nhá. 702 cho chị Linh Mimi. Kẻ xám cho em này. Em này ạ, size to nhá. Oversize cho em này. Trẻ trung thì lấy con này ạ. Bao nhiêu cân mặc vừa luôn, dưới 70 cân là mặc vừa. Dưới 70 cân là mặc ok nhá. Em này 350 mã số 46 này. 350 mã 46 cho em này. Đỏ. Ui. Đỏ 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 đỏ. 999 cho chị Bảo Sơn rồi em. Em này các chị có cân nặng 55 đến 60 cân, em thề là đẹp. Form đẹp, chất đẹp luôn. Dưới 60 cân nhá, 350 mã là 713. 350 mã là 713 cho em này. Bán trái vụ mọi người ủng hộ này à. Tê ơi. 350 mã 713 cho em này. Những con kẻ như này này thì lại không xuất hiện lại. Có thể cái kẻ nó tương tự nhưng mà cái kẻ như này thì lại không xuất hiện lại nhá. 713 cho chị Tuyết Minh Nguyễn. Em này ạ, các chị có cân nặng size tầm ML 50-60 cân nhá. Hàng handmade cho em này. 350 mã là 509. 350 mã số là 509 cho em này. Màu vàng dáng crop top nhá, tay chuông. Dáng crop top tay chuông cho em nhá. Ôi. Em này ạ, các chị có cân nặng dưới S và M đều ok. S và M đều mặc đẹp ạ. 350 tay chuông nhá, mã là 428. 350 mã là 428. 59 cho chị Trung Huệ. Đây ạ, đây là một những em mà em nghĩ là rất là hiếm gặp vì nó là không cổ. Không cổ nhá. Hàng một lớp lông cừu này. Mặc lên như thế này thì nhìn quyền lực rồi. Các chị là mặc rất đẹp luôn, trẻ mà cũng đẹp luôn. Form vừa phải đấy. Các chị size ML 50 60 cân nhá. 350, mã số em này là 862 hàng của hàng. 350 mã 862 nha này. 428. Một con vest có lót nhá mọi nhá. Ui xa, ôi đỉnh chó rồi, hàng Korea nhá. Phi sai. Em này là oversize nhá mọi nhá. Oversize cho em này, mặc càng rộng là đẹp luôn. Kể cả size S mặc con đẹp đẹp luôn ạ. Em này nếu mà em tư vấn cho mọi người 50 cân trở lên, trên 50 cân là ok, nó là phi size. 862 chưa chị Thùy Lưu. 350 nhá, mã số 33. Chất cực đẹp, đảm bảo có lông lợn đà luôn. Form, toàn form vest ạ, form hot lấy. Bởi vì sao? Em đã nhắm chuẩn rồi thì mọi người ơi, em chỉ việc bắn thôi. Năm nay á, cái dòng này trên thị trường chắc chắn là sẽ cạn rồi. Em này các chị có cân nặng 48 đến 55 cân, dưới 55 cân này. 350, mã là 157. 350 mã 157. 33 cho chị Phạm Luân. Mọi người nên nhớ nhé, dạ tuyết là em là người like đầu tiên, cách đây 35 nhé. Em like cái dòng này năm nay chắc cháy luôn. Em này ạ, 60-65 cân à. 65 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhé, dạ kẻ này. 350 ạ, mã là 437. 350 mã 437. 157 cho chị Lan Hòa. Nhắc này. Size nhỏ nhé mọi người nhé. Em này size S chuẩn thôi. 50 cân quay đầu mặc đẹp, phong đẹp lắm. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350 mã là 717 này. 350 mã 717 cho em này. Rồi, bài nào được con này xinh luôn. Màu của nó màu xanh, kiểu xanh mịn ấy mọi người. Phải đúng không? Các bạn là xanh mịn đúng không? Em này các chị size tầm 48 đến 55 cân. Size của nó đánh là size S của bọn châu Âu ấy, nhưng mà size màu của mình. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350 mã là 915. 350 mã 915 cho em này. 437 cho chị Mạc Yến. Tiếp theo này. Em này các chị size tầm 48 đến 55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350. Mã số là 919 này, kẻ nhá mọi nhá. 350 mã 919 cho em này. 915 cho chị Tuyết Minh Nguyễn. Ôi form quá đẹp luôn ạ. Form này thì chất lắm. Nó có kiểu như là đuôi tôm hai bên ấy. Chất nhẹ dẫn man. Em này ạ, các chị có cân nặng size tầm từ 50 cho đến 60 cân nhá. 350 mã là 953, xẻ hai bên này, xinh chưa? 953. 919 cho chị Hạnh Trần. Em toàn cập nhật cho mọi người mẫu mới nhất thôi đấy. Đây Theory, một trong những cái thương hiệu mà tiền củ nhá mọi người. Nhưng con này giá không bao giờ dưới 5 củ luôn. Theory này này, nhưng con chân váy của nó, chân váy lông cừu nó giá đã 5 củ rồi. Con này là hàng Nhật đấy mọi người nhá. Em này là các chị size M thôi. Có đai nhá, 50-55 cân này. 350 ạ. Theo 953 số 87 Phạm Hường.
em cổ của nó là cổ sen nhé mọi người, size to cho em đi. Cổ sen nhé, cúc đóng một khuy thôi. Mọi người ơi, em bảo này, những cái dòng này á, trên mark như nào em còn tư vấn size to hơn đấy mọi người nhá. Bởi vì sao? Cái dòng này họ rất thích mặc rộng nhưng họ không thích mặc chật đâu. Bởi vì mặc chật lên nó không có eo mà, mặc chật cũng sẽ rất khó cử động luôn. Thế nên là khi bây giờ mọi người mua về, mọi người chưa mặc áo ở bên trong ấy, mọi người đừng chê rộng nhá. Đến lúc mặc áo len vào xong rồi mọi người không có 87 chốt chị Huyền Hồ. Mọi người mặc không đủ đâu. Em này các chị có cân nặng size tầm 60 65 cân nhá. 350 mã là 151 57. 87 Huyền Hồ chốt 87 đâu. Ui kè, size M cho em này. 87 chốt lại cho chị Phạm Quyên. Em nhiều chị á chưa kiểu đang mặc một cái áo sơ mi hoặc áo phông mỏng cho chị bảo. Ôi sao chị mặc rộng em ơi. Chị cứ thử phối một cái áo mùa đông ở bên trong đi. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 50 cho đến 57 cân ạ, 350, má là 304. Có size 48 cân. Có 48 cân. Ui màu đỏ này. Rồi, cháy chưa? Cháy. Em này ạ, đây như con này mác là chỉ đánh size S thôi mà em toàn tư vấn cho mọi người size ML đấy. Bởi vì sao cái bọn này nó form của nó thông thường nó rộng ấy, mọi người đi mua tất cả các chỗ khác để 50 60 cân, dưới 60 cân này 350, má là 728. 350 má 728 cho em nhé. Xong nhớ chưa? 304 cho chị Bảo Vũ. Ép thôi mọi người ơi, 50 cân quay đầu rồi. 40 50 cân này, 350 dưới 50 cân nhá. Mã số là 153. 153 cho em này. Ui. 728 cho chị Tuyết Minh Nguyễn. Cái này mọi người có thể mua giá 550 không? Hàng si nhá, giá 550 nhá. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 50-60 cân này. 50-60 cân nhá, xinh, ôi là xinh luôn, chất đẹp. 350, má là 773. 153 cho chị Diệu Linh Hoàng. 350, 773, xinh là chị Diệu Linh Hoàng. À, size mò cho em nhá, con này có đai đấy mọi người nhá. Cái đai của nằm trên đây này. Ô, con này nó là đai tay hay là đai gì đây? À, đai sau sao không phải 773 cho chị không biết là đai gì luôn ấy, khả năng là đai tay rất cao luôn ấy. Em này em để đấy nhá, em này các chị size M 50 đến 55 cân này, 350, má là 493. 350 hồi hồi dáng vét và có đai ạ, đang rất rất chen luôn, kẻ nhá mọi nhá. Em này các chị size M chuẩn là đẹp lắm. Size chuẩn M thôi mọi người. Chuẩn M nhá. Dưới 55 cân ạ. À, kẻ 350. Mã là 484. 483 cho chị Hạnh Trần. 484 cho em nhá. Vét này. Chị Lê Mai chuyển khoản này cho tiếp chị ơi. Chất đẹp quá. Chất kia của cashmere. Nó hơi ánh ánh lên nhá. Hơi óng óng lên nhá mọi người ạ. Hàng handmade này. Em này các chị 55 đến 65 cân ạ. À. Form này nó là độn vai này. Vai vuông. Dưới 65 cân nhá. Dưới 65 cân này. 60-65 cân đi cho đẹp. Em này mức giá của nó là 350, má là 446. 350, má là 446. 484 cho chị Liên PM. Màu vàng này. Em này ạ, các chị có cân nặng size 50-60 cân dáng vét nhá. Mà cái rộng còn đẹp ạ, handmade ạ. 350, má là 109. 350 mã 109. Ôi, bomber này. Bomber này mắt đánh xanh mờ cho em này. Mờ này là mờ nam rồi. Em này ạ, 55 đến 60 cân của nam ạ. Bomber nhá, 60 cân quay đầu của nam. 350 mã là 710. Chị Phạm Điều à. 350 mã 710 cho em này. Đây mà em của nam tiết này. Size L của nam ạ. Không, con này của nữ rồi nhá. Ui, nam. Em này 60-64 cân của nam nhá. Dưới 64 cân của nam này. Nam. Dưới 64 cân của nam ạ. 350. Mã số này là 296. 710 cho chị Nam nhá. 250 mã 396 cho em này. À 350 nhá mọi người. Ui, có đai nhá bạn nhá. Có đai nhá. Ui, xanh nhỏ thôi ạ. 45 phải đến 52-53 cân ạ. Đẹp chưa? Như con có đai em thích lắm. 52-53 cân quay đầu nhá. Dưới 53 cân quay đầu này. Chất đẹp cực. 350, má là 772.
350 mã là 772 cho em nhé mọi nhá. Tiếp tục này. Đây, trắng bét màu kem. 296 cho chị Linh My. Lông rồi dài, đẹp. Em này là các chị có cân nặng size tầm 60 65 cân ạ, dưới 65 cân nhá. 350. Mã số em này là 748 này. Lên xa. 772 cho chị Kim Hạnh. Màu đen ạ. À. Con này là một em dáng vét và có eo nhá mọi người. Kim Hạnh anh mới có đầy đủ số hai chị ạ. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 55 đến 60 cân là mà đẹp nhá. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. Một cúc rồi, à, một quy à, à một hàng thôi. 350 mã 813. Ôi, lông kiều xịn chưa? Bạn hả lông kiều một lớp. Em này ạ, chị nào mặc oversize được thì quá đẹp. Càng mặc rộng là đẹp luôn. Như em mặc cũng đẹp mà các chị size M mà cũng đẹp. Trên 50 cân là mặc đẹp nhá. Trên 50 cân là đẹp cho em ạ. 350, mã là 926 này. 350, mã số là 926 cho em. Ui đẹp quá này, size nhỏ này. Nhỏ xíu. Kẹo kẹo. 40, 50 cân mọi người ơi. Form đẹp lắm. 40, 50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350, mã là 246 này. Con màu nâu kia nhìn nhìn như kiểu hàng Nhật luôn. 246 cho em này. Kẻ nhé mọi người. 926 cho chị Liên Tê mà. Cái này của các chị là mặc ok này. Em này ạ, cô nào cân nặng 60 65 cân các cô nhé, dưới 65 cân ạ. 300.000, mã số là 821. Các cô nhé mọi nhá. Đây là một em áo có phối lông cừu nhá, cổ và túi áo đều phối lông cừu cả. Áo của nó thì nhẹ và đẹp lắm. Đều phối lông cừu cả nhá. Em này các chị có cân nặng 48 đến 55 cân. Xanh nhỉ. Dưới 55 cân nhá. 350, mã là 935, phối lông cừu đấy. Nhẹ lắm. 935 cho em này. Còn lẫn đúng không? Còn sót con di lai cuối, lấy một cái 280 này. Em này các chị có cân nặng tầm 50 đến 60 cân nhá. Đẹp chưa? 50 đến 60 cân ạ. 280 thôi, mã số 26 này. 280 mã số 26 cho em. Vét này. Đây nhá, có logo handmade ở đây mọi người nhá. Có logo handmade ở đây. Một là búi tóc hẳn lên, hai là em này ạ, 55 chị Nguyễn Thúy Hằng. 55 đến 65 cân nhá. Form vét rất đẹp luôn. Mức giá này là 350 bằng một con vét thường thôi ấy. Mã số là 56 á. Mã 56. 26 cho chị Vũ Thu Hằng. Một con vét thường mọi người mua em nghĩ là cũng phải rơi vào tầm trên 3 lít. Tiếp theo này, bọn em có mũ nhá, size max ở đây nhá, size 38 cho em này. Rất mềm lắm. Em này ạ. À, size này các chị có cân nặng tầm 50 đến 57 cân, dưới 57 cân có mũ nhá. Em này ạ, à, 350, mã số là 541. Rất mềm thật. 541 cho em này. Tiếp theo nhá, kẻ. Con này các chị size to cho em ạ. 55 đến 65 cân. 65 cân quay đầu vào đèn nhá. Dưới 65 cân này, kẻ này 350 nhá. Mã số em này là 761. 541 cho chị Nguyễn Hà. Em này ạ, các chị có cân nặng size tầm từ 50 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. 350, mã là 760. Mình lên dồn hết này, 2 dãy. Em này nam. Nam nữ đều ok đấy, em như thế. Ui. Rồi, lông cừu 100% cho em nhé. Mắt đánh size nhỏ này là của nữ rồi. Đánh mắt đánh chỉ size S thôi mọi người ơi. Thì đúng S thật luôn. 45 đến 52 cân ạ, à, dưới 52 cân nhá. Em này 350, mã là 561 ạ, à, dưới 52 cân. 350 mã 561 cho em này. 350 mã 561 cho em nhá. ASM màu kem này. Em này là phi size. Phi size nhá mọi người nhá. Em này ạ, à, các
có cân nặng size tầm ML, XL đều ok, màu đẹp lắm. Mắc đánh ngại ép mà. ML, XL nhá, dưới 65 cân ạ, 350, mã là 288, đặc biệt là các chị béo ấy. Mặc cái con vét lên thì nhìn đỉnh luôn. Này, vét này size nhỏ nhé mọi nhé. Quyên Hoàng ơi chị, đây, quyên sao Hoàng vậy? Quyên sẽ lên like với mọi người nhé. Vẫn là những sản phẩm đấy đẹp, đều đẹp cả. Các nhìn mắt. Màu xinh các chị này. 760. Em này nó ghi là size S nhé mọi người nhé. Lông cừu em này lên đến 100% cho em luôn này. Em này phải tầm độ size M mọi người chứ, em S như em mặc thì hơi bị rộng một chút xíu nhé mọi người nhé. Khoảng tầm độ size M cho em là ok nhưng em này 50, tầm độ 55 cân đây này. Chị được má nào thì shop trên Facebook má đấy ạ, à, chị Trần Hương ạ. Ai hỏi cái màu nâu của em rồi ạ? À? Ai hỏi màu nâu đâu lấy em này cho em đi. 288 các chị Trung thôi ạ. 350 mã số là 743 nhé. 350 thôi, mã số là 743 cho em. Ai hỏi nâu tây đây ạ, à? Lấy em này cho em đi. Cái màu này mặc nó trắng da kinh khủng cho em các chị nhá. Mặc nó kiểu sáng da ấy mọi người. Em này đây ạ. À. Lông cừu em này chiếm đến 100%, size S tiếp cho em luôn này. 45 tổng cộng 50 cân cho em này. 45 đến 50 cân mặc vừa em, màu nâu cho em, kiểu nâu tây là rất là tôn da cho em nhá. 350.000, chốt cho em mã số là 234 cho em ạ. Mã số là 234 cho em. Lên một em màu đen đi mọi người. Em thấy màu đen là cái màu là dễ mặc nhất có thể nhá mọi người nhá. Bởi vì nó là tông màu trung tính ý mọi người. Ai mặc lên cũng đều đẹp hết cho em mọi người nhá. Tôi hiểu trên like ý, cái màu đen hơi tối, hơi bị khó nhìn một chút xíu nhưng bên ngoài cũng đẹp lắm. Tem mắc vàng cho em luôn ạ. À. Hàng handmade xịn sò cho em. Size S cho em nhá. Lông cừu em này chiếm đến là 100% cho em này. Em này mặc dù nó ghi là size S nhưng thực tế phải tầm độ size M và L nhỏ bởi vì sao? Những cái này đa số là form nắng rộng nhá. 53 67 cân 53 57 mặc vừa như em này. 53 57 cân này. Màu đen cho chị. Mặc kiểu dáng ngắn vừa phải, không bị quá dài đâu mọi người nhá. Mặc lên vô cùng gọn form cho em luôn này. Bán lên này 350.000 mã số là 850. 350.000 mã số là 850 cho em. Ôi cái màu này. Chị ơi nhìn màu phê chưa? Chất kiểu nó cũng mịn ơi là mịn cho em ấy. Em này nó gần như là dòng dáng dài chứ không phải là dáng ngắn đâu nhá mọi người nhá. Ai cần tìm cái dáng dài thì em này cho em đi. Em này bình thường là giá phải cao lắm ấy, bình thường phải tầm 400-500.000 hoặc là em 600.000 nhá bởi vì nó là dáng dài các mọi người ạ. Tem mát nó ghi là size L cho em chị này. 55-60 cân mặc vừa như em này. Dáng dài cho em luôn này, dáng đi khoảng giữa đùi của em luôn. Thứ hai là cái màu của nó rất là nhẹ nhàng, dễ mặc. Tông màu pastel cho em luôn này. 55-60 cân mặc vừa như em này cho em chị nhá. 55-60 cân này. Bán em này 350 bằng áo dáng ngắn luôn. Mã số là 969 cho em ạ. Mã số là 969 cho em nhá chị nhá. Mã 969. Lên một em dáng đen đi. Em bảo rồi, riêng em nhá, cái đen nó thích vì sao, nó rất là dễ mặc. Khi mà các chị ở trên line hơi tối nhưng bên ngoài thì đảm bảo là rất nhiều chị thích màu đen luôn. Rất là nhiều chị chỉ mua màu đen thôi bởi vì nó gọn người và nó rất là dễ phối đồ cho em chị nhá. Lên một em màu đen tiếp theo cho em, nó sẽ to rồi. Tem mác chị này, ui xịn sò chưa? Tem mác xịn sò cho em chị nhá. Sãy ghép cho em là có vẻ là hàng của châu Âu rồi mọi người ạ. Em này nhá, nó ghi là lông cừu em này lên đến là 100%. Mặc dù tem mác XS này em này khen phải tầm độ M và L cơ ạ. Bởi vì em này nó là dáng cánh rơi. 50-60 cân mặc vừa như em màu đen cho em này. 50-60 cân nhá, mic có mic kiểu bẻ tay cho em luôn. 50-60 cân, 350 chốt cho em mã số 64. 350 chốt cho em mã số 64 cho em này. Cái màu đỉnh cao cho em chị nhá. Lên một em màu cực kỳ đỉnh cao cho em, màu kem kem. Cái màu hơi hơi kem kem cho em chút xíu này, nó ghi là size S thôi nha. Trời ơi, mặc vừa in các bác ơi. Ai cần size nhỏ đâu ạ. Tem mác dài loằng loằng cho em cái gì này. Em này ạ. Lông cừu em này chiếm 8% nhá. Còn lại thì nó là lông lạc đà các chị ơi. Em này lông cừu phối lông lạc đà cho em nhá. Không phải nghĩ ngợi nhiều này. Tem mác thì cực kỳ là xịn cho em luôn các chị ơi. Em này ạ, thoải mái cho em. Thoải mái SM 45 tổng độ 53 cân. Lông lạc đà không thể bỏ qua được đâu ạ. 45 tổng độ 52-53 cân nhá. Màu kiểu hơi hơi kem kem cơ, đỉnh của chóp luôn. Bán lên này chỉ 350, mã số là 515. 350, mã số là 515. Có phối lông lạc đà cho em nhá. Hiếm có khó tìm, mình nhanh tay cho em luôn các chị ơi. Một em tiếp theo màu đen này. Chất eo chất nó mịn, ơi là mịn cho em chị nhá. Chất nó mềm, nó mịn, nhẹ, ơi là nhẹ cho em luôn. Size M đi ạ. Lông cừu em này lên đến là 100%. Size chuẩn M này, mặc lên vừa in form người nhá, không bị quá rộng đâu. 50 tầm độ 55 cân. Thưa chị Nguyễn Hằng. 50 tầm độ 55 cân màu đen cho em luôn này. Lông cừu 100%, 350 mã số là 650.
350, mã số là 650 cho em này. Hàng hiệu của Vietnamot. Em nghĩ cái hãng này thì nó quá là nổi tiếng rồi, rất là nhiều người biết rồi, không phải giới thiệu nhiều nữa mọi người. Hàng hiệu của Vietnamot này nó ghi là size S cho em. Nó ghi là size S nhá mọi người nhá. Theo em là M rồi. 50-57 cân cơ ạ. 50-57 cân, những cái màu này hơi hơi hồng cam. Cái màu này cực kỳ là nịnh da, tôn da cho em. 50-57 cân mặc vừa những em này cho em luôn này. Giá đến giữa đùi của em luôn. Bán em này chị với giá là 350.000. Chốt cho em mã số là 60 này. 350.000. Chốt cho em mã số là 60 cho em luôn nhá. Màu hồng cho em. Mã số là 60 cho em, 350.000 thôi. Tiếp tục em nữa, màu đen này. Lên một em dáng màu đen cho em. Em này có kèm cả mũ cho em các chị nhá. Lên một em màu đen này, em này có kèm cả mũ này. Tem mác đầy đủ. Hàng này nó là dạ handmade cho em nhá. Lông cừu Úc em này 100% luôn. Lông cừu Úc 100% cho em luôn nhá. Nó ghi là size M này. Em này có cả mũ. Bình thường em có mũ rất là hiếm có, khó tìm các chị nhá. Một em dáng có mũ này, 50-60 cân ML. 50-60 cân mặc vừa những em này cho em. Không quá rộng là bởi phối em trong màu sáng cho em lên rất là đẹp nhá. 50-60 cân màu đen cho em có kèm mũ. 350 mã số là 302 cho em luôn này. 350 chốt cho em mã số là 302 cho em đi. Đây, ai cần màu nâu được ạ? Ai cần màu nâu cho chị Hoàng Mai. Một em màu nâu nhá các chị nhá. Em này mix cả khuy sừng cho em luôn đấy ạ. Một em màu nâu phối cả khuy sừng cho em các chị nhá, bị cắt tác rồi. Em này 50 khoảng 57 cân. 50-57 cân này, khuy sừng dáng đơn giản basic thôi. Khuy sừng giá cực kỳ là cao mọi người nhá. Bán em này với giá là 350, mã số là 711. Khuy sừng này, dáng này cũng như mà dòng dáng kiểu dáng lỡ, dáng dài đấy. Mã số là 711, chỉ 350.000 cho em luôn. Mã số là 711 cho em này. Cứ màu đen thì mình ưu tiên mình lấy cho em đi, bởi vì nó cực kỳ là dễ mặc cho em nhé mọi người nhá. Không phải tự nhiên ấy mà hàng xin nhiều màu đen như vậy đâu. Phải có rất nhiều người dùng màu đen rồi thì nó mới có những cái hàng xin màu đen nhiều như vậy nhé mọi người nhá. 302 chốt chị. Hai bên cổ tay này. Hàng cổ tầm. Tay này có thể co giãn được thoải mái cho em luôn. Em này thêm chỉ S lớn và M nhỏ thôi. 48 tầm 52 cân vừa em này thôi. Dáng vét nhá. Em này bác nào mà làm công sở đẹp thôi rồi luôn này. 48 tầm độ 52 53 cân cho em luôn. Màu đen trơn. Bán em này 350 mã 464 cho chị Lê tiếp. Mã 464 này màu hồng cho em đi. Lên một em màu hồng cho em ạ. Lên một em màu hồng này, dáng này là dáng kiểu cổ vét nhá. Lên một em màu hồng dáng kiểu cổ vét cho em size to rồi ạ. Em này 55-63 cân mặc vừa những em này. 55-63 cân nhá, màu hồng. Dáng đến đúng giữa đùi của em luôn nhá. Dáng này vừa phải dễ mặc này. Chất dạ, nó lông cừu nhá, không hề bị dặn ngứa gì cả đâu mọi người. Mặc rất là dễ chịu cho em luôn. 350 mã số là 997 cho em luôn này. 350 mã số là 997 cho em luôn. Một em dáng gi lê đi. Một em gi lê em này thì nó là ép miếng nhá mọi người nhá. Chứ nó không phải là dáng một lớp mọi người nhá. Không phải là dáng khâu tay đâu, mà nó chỉ là ép miếng thôi nhá mọi người ơi. Một em một lớp ép miếng không phải là dáng khâu tay đâu các chị này. Bán giá sẽ mềm rất là nhiều luôn. Em này đi ạ, 55-65 cân. 55-65 cân mặc vừa như em này. Bên ngoài là màu đỏ mận cho em nhá. Dáng dài đi đúng chân của em luôn. Bán em này nó là ép miếng này. Bán em này 250 mã số là 247 cho em. 250 mã số là 247. Vì nó không phải là dáng khâu tay cho em nhá. Mã số là 247. Em tiếp theo này. Cũng là ép miếng một lớp chứ nó không phải là khâu tay đâu. Họa tiết kẻ sọc hết toàn bộ cho em kiểu hơi răng sói này. Họa tiết kiểu kẻ hơi răng sói chút nhẹ cho em nhá. Chất vừa đẹp mềm vừa đẹp cho em luôn. Ở đây nó có ghi là size L cho em này. Ở đây nó có ghi là size L nha em nhá, mọi người mùa đông nhá, nhiều chị hỏi giá ngắn lắm, không hề có luôn mọi người ạ. 55-60 cân mặc vừa như em này. 55-60 cân nhá, dáng ép miếng này, 55-60 cân. Em này ép miếng 250 luôn, mã số là 452 cho em. Mã số là 452 cho em luôn. Mã 452 cho em luôn này. Đây. Màu kiểu kem cho em luôn nhá. Đây. Màu kiểu kem cho em luôn này. Chất dày đấy các chị nhé này nhá. Này này, nó không nhìn thấy đường chỉ cho em luôn, vì họ may giấu đường chỉ rồi nhá mọi người nhá. Không nhìn thấy đường chỉ luôn. Đây. 711 chốt chị Hoàng em này đấy ạ. Lông cừu em này lên đến là 100%. Lông cừu em này lên đến là 100%. 50 tầm 57 cân mặc vừa như em này cho em nhá. Chất vừa mềm này, vừa êm, kiểu nó êm dã man nhá mọi người nhá. 50-57 cân, chất êm cực kỳ nhẹ nhàng cho em luôn này. Bên ngoài những màu sáng như vậy thì không có nhiều đâu nhá mọi người ơi. Bán em này các chị với giá là 350.000. Chốt cho em mã số là 765. Hơi kẻ nhẹ này. Mã số là 765 cho em các chị nhá. Mã số
là 765 này. Cứ kẻ thì ưu tiên lấy em này cho em. 246 lấy Trần Duyên. Đây em này tiếp nha mọi người nhá. Em này ạ, bên trong toàn bộ là những em này là khâu kiểu là dấu dấu chỉ hết mọi người nhá. Khâu dấu chỉ hết cho em luôn này. 55 đến 65 cân LXL. Nhớ là sắm tay bên cho em. 55 đến 65 cân thì mặc vừa những em này cho em luôn này. Em này nhá, kẻ hai mặt đều đẹp cho em luôn. 55 đến 65 cân cho em này. 350 mã số là 740. 350 mã số là 740 cho em đúng chị này. Mã số là 740 cho em luôn, màu đen gì? Len của em màu đen này. Hai bên này phối tay len cho em chị nhá. Hai bên này phối tay len cho em mặc vừa những em này cho em luôn này. Em này tay mát vàng nhá. Size M, lông cừu em này chiếm đến là 100% cho em. Nó ghi là size M này. Lông cừu chiếm 100% em này phải thêm phải tầm size L các bạn. Hai bên mix tay len toàn bộ này. 55 đến 60 cân mặc vừa những em này màu đen đi ạ. 55 đến 60 cân nhá, dáng tay chuông cho em luôn này. Bán em này chị với giá là 350.000. Chốt cho em mã số là 293 cho em luôn nhá. Mã số là 293 cho em luôn này. Mã 293 cho em luôn. 452 cho chị Phạm Luân. Mẹ to chưa? Mẹ to rồi. Chị Phạm Luân inbox về chị tiếp ạ. Bị cắt tóc rồi mọi người. Em này là của nam size to. Em phải khoảng độ từ 70-75 cân thì đẹp. Em này mới đẹp được bởi vì form vai của nó rất là to cho em luôn nhá. Đây này, ai hỏi của nam thì nhanh tay cho em đi. Của nam này 70 hoặc 75 cân của nam thì lấy em này cho em nhá. Họa tiết kẻ hết toàn bộ cho em luôn. Nó là những em này khâu đúng chỉ hết cho em luôn các chị nhá. Bán em này của nam bán bằng giá của nữ luôn. 350 mã số là 725 cho em luôn này. Mã số là 725 form dáng của nam cho em nhá. Mấy màu đen cũng chất mịn chưa? Chất mịn dã man cho em chị nhá. Chất cực kỳ mịn này. Size S cho em. Lông cừu em này chiếm đến là 100%. 293 cho chị Trần Duyên. Lông cừu chiếm 100% cho em nhá. Em lại theo là SM đều ok. 45 tầm độ 55 cân đều ok em này cho em này. Cái form dáng nó không quá to đâu. 45 tầm độ 55 cân nhất chất siêu siêu mịn cho em. 350 mã số là 781 màu đen. 75 cho chị Phạm Thị Hà. Mã 781 cho em là màu đen chưa. Đây một em tiếp theo nha, dáng bomber này. Một em màu kiểu kem kem dáng bomber. Size chuẩn mờ cho em. 50 tầm độ 55 cân mặc vừa thì em này. Dáng kiểu hơi kiểu cá tính một chút nhá. 50 tầm độ 55 cân này, màu này siêu tôn da cho em. Bo tay này các chị này. Bán em này 350 mã số là mã số 10 cho em. 350 chốt cho em mã số 10. Mã số 10 này. Một em tiếp theo này. Này size to của nam các chị ơi. Em này giống như kiểu dáng jacket của nam ấy mọi người. Khoảng tầm độ từ 65 khoảng 70 cân của nam đấy em này cho em nhá mọi người nhá. 70 cân của nam này, cái màu nó giống như là màu xi măng nhá mọi người ạ. Em này nhá, 350 bán bằng của nữ luôn. Chốt cho em mã số là 735 của nam này. Ai hỏi nam này đi. Mã số là 735 của nam cho em luôn nhá. Rồi em tiếp theo này. Em này ạ. Em này nhá, lông cừu em này lên đến là 100%, có kèm sẵn đai cho em luôn. Bên ngoài của nó là màu xám kiểu ghi đá mọi người. Bên ngoài xám ghi đá này, dáng lỡ lỡ đứng giữa đùi của em luôn, có sẵn kèm đai. 45-50 cân là vừa in nhá mọi người nhá, chuẩn S là vừa in luôn. 45-50 cân mặc vừa những em này cho em luôn này. Vừa đẹp, vừa ấm, mặc lên nó nhẹ dã man đấy mọi người nhá. 350 mã số là 803 cho em luôn. 350 mã số là 803 cho em luôn này. Dạng này là handmade mọi người nhá. Cái dạng này nó là dạng handmade mọi người mặc, mọi người sắm tay lên cho em, nấc cho em để không bị dài quá nhá mọi người nhá. Đây. Em này thì nó là dáng oversize rồi, tức là S, M, L, XL thì đều vừa. Bác nào biết cách mặc thì em này thì thích mặc rộng, nhưng những em nào mà thích mặc vừa phải tầm độ size L lấy em này nhá. Free size S, M, L đều vừa nhưng đẹp nhất thì phải mặc khoảng độ size L mới là mặc em này đẹp được. 350 mã số là 905 dạng handmade cho em nhá. Mã số là 905 dạng handmade này. Em màu đen tiếp. 803 cho chị Châu Loa. Chất nó mịn lắm ấy mọi người ạ. À. Em này nhá, khoảng tầm độ từ 53-57 cân mặc vừa như em này. Màu đen này có sẵn kèm đai cho em. 53-57 cân cho em chị nhá, lên form cực kỳ đỉnh luôn. Vừa đẹp lại còn vừa chảnh, tội gì mà không mua mọi người. Chất nó mịn lắm chứ nó không phải là kiểu bị quá là dặm quá là ngứa đâu mọi người nhá. 350 màu đen cực kỳ dễ phối này. 350 có kèm đai, mã số là 169 cho em. 350 chốt cho em mã 169 cho em. Đây, tặng kẻ đi. Lên em kể đi ạ. Em này nhá, tem mát nó ghi là size S. Lông cừu em này lên đến là 100%. Em này theo em tầm độ size M mới đẹp được chị ạ, bởi vì em mặc nó khá là rộng. 50 tầm độ 55 cân nhá. Bên ngoài là hơi màu nâu nâu nhẹ. Hơi màu nâu nhẹ phối kẻ hết toàn thân cho em. 50 đến 55 cân mặc vừa thì em này là vừa đẹp luôn. 350 mã số là 299 cho em ạ. Mã số là 299 cho em. Hơn 69 chị Phan Bích. Mua một nhưng mà được hai các chị ơi, cực kỳ lời chị nhá. Mua một nhưng được hai này, mặt bên trong thì nó là kẻ nhỏ và mặt bên ngoài của em nó mặc thì nó là kiểu dáng kẻ to cho em nhá. 55-63 cân mặc vừa như em này đẹp. 55-63 cân nhá các chị nhá. Nhà
dáng suông nhẹ nhàng này, không quá dài cũng không quá ngắn, dáng lửng đến giữa đùi của em luôn. 350 này, bích màu cực kỳ đẹp luôn. Mã số là 163. Ok, lấy đi. Mã 163 cho em luôn này, của em đen đi. Lên một em dáng vest đen cho em các chị nhá. Em này đây ạ, lông cừ em này lên đến là 100% thì em phải thêm size to rồi. Khoảng độ 60, 65, 67 cân vừa như em này. 60, 67 cân vừa thì em này được cho em nhé mọi người nhá. Form vai thì này, hai bên nó có mạch cầu rất là đẹp cho em rồi. 60, 67 cân màu đen. 350, mã số là 509 màu đen cho em. Mã số là 509 màu đen nhá. Một em màu gel này. Màu gel thì được tất cả những cái đặc điểm, ưu điểm của màu đen. Và hơn một đặc điểm nữa đó là em này nó không dễ bị bám mụn như là màu đen đâu nhá mọi người nhá. Em này chỉ size nhỏ thôi, 45 tầm độ 53 cân mặc vừa những em này thôi. 45 tầm độ 52, 53 cân thì mặc vừa những cái em này cho em luôn nhá. Màu xanh gel dáng tay lỡ này. Bán em này với giá là 350.000. Chốt cho em mã số là 48 cho em luôn này. Bao tay này. Mã số 48 cho em luôn nhá. Đây mà em màu hồng đi ạ. Hồng kiểu hồng tím cho em. Lên một em màu hồng tím size to rồi, em này size to so với em rồi. Em này nhá, lông cừu em này chiếm đến là 90% cho em các chị này. Nó ghi rõ rất là rõ ở tem mác, cách giặt là cho em các chị nhá. Em này ạ, lông cừu lên đến là 90% nhưng mà size to cho em. Khoảng tầm độ từ 60 khoảng 70 cân mặc vừa như em này cho em, bởi em mặc rất là rộng. 60-70 cân này, hoặc là bác nó thích mặc dáng rộng ấy, biết cách phối ấy, lấy em này rất là ok cho em luôn nhá. 350 màu hồng nhạt này. Mã số là 921 cho em. 350 mã số là 921 cho em. Này chị ép mọi người em mặc rất là kích nha. Chị ơi, cái dạng đen size màu vừa rồi chưa ai chốt đâu ạ. Em này chị này, em này ạ, SM cho em luôn này. Em này ạ, SM cho em luôn này. 45 tầm độ 53 cân mặc vừa như em này cho em các chị nhá. 45 tầm độ 53 cân mặc vừa như em này cho em luôn chị này. Em này ạ, bên ngoài của nó là màu kiểu xanh dương, xanh cô bạn ấy, mặc lên cực kỳ là sáng da cho em các chị nhá. Bán lên này với giá là 350.000 này, dáng kiểu lớn lỡ trúng mông cho em. Chốt cho em mã số là 768 cho em luôn nhá. Mã số là 768 cho em luôn. Một em màu đỏ kiểu đỏ cam đi. Lên một em dáng màu kiểu đỏ cam cho em luôn chị này. Lên một em dáng màu kiểu đỏ cam. Cho chị ní đỏ bé. Em này ạ, size to cho em mọi người nhá. Size to hẳn cho em. 55-60 cân mặc vừa như em này, size L đi ạ. 55-60 cân thì mặc vừa như em này cho em này. Dáng suông cực kỳ đơn giản cho em nhưng mà rất là dễ mặc nhá. Cổ vét cho em này. 350, mã số là 208 cho em. Mã số là 208 cho em. Mã xanh rêu ít có này. Thanh rêu bình thường nó phải có nhiều đúng không? Em hôm nay rất là ít xanh rêu nhá mọi người nhá. Em này ạ, hai bên phải 509 ạ. Hai bên cái cổ nó là kiểu cổ tàu này, gần giống như kiểu dáng bomber ấy mọi người. Em này chỉ dáng khoác nhẹ nhá, nó không có cài cúc hay là không có kéo khóa gì cả. 45 khoảng tầm 53 cân mặc vừa như em này. 45 tầm độ 52, 53 cân này. Ai hỏi crop top rồi ạ, dáng hơi crop top nhẹ nhá, dưới 53 cân cho em. Màu xanh rêu này, bán em này 350 crop top, mã số là 660 cho em luôn này. Mã số là 660. Ê, ai hỏi màu đen ở đây đâu nhỉ? Ai hỏi xem lại cái mã này này. Cái form này size to ấy. Em này khoảng độ 63, 67 cân nhá mọi người. Cái này của nam ấy. Em này size to mọi người nhá, nam nữ được khoảng tầm cân đó là ok cho em. 63, 67 cân mọi người nhá, nam được mà nữ được là cái lần này chị này. Em này là dạ handmade ấy mọi người ơi. Form vai cực kỳ đẹp nên không cần phải thêm độ da đâu nhá mọi người nhá. Bán em này 350, mã số là 509, nam nữ đều ok cho em. Mã số là 509 nhá, màu đen trơn rất là dễ mặc. Em tiếp theo này của em đen này. Đẹp dã man, có kèm sẵn đai cho em đúng không chị nhá. Em này ạ, tem mác của nó ghi là size S cho em mọi người nhá. Tem mác nó ghi là size S. Có kèm sẵn đai này, cái dáng này hơi giống kiểu gọi là dáng giống cái áo choàng mọi người. Phần dưới nó hơi loe giống bep loom nhá. Phần dưới hơi loe nhẹ giống bep loom này. Em này theo em là khoảng tầm độ SM thì đều ok được, mặc dù tem mác nó ghi là S. Nhưng SM thì đều ok. 45 tầm độ 55 cân mặc vừa như em này cho em nhá. 45 tầm độ 55 cân này, chỉnh eo thoải mái theo eo của chính mình. 350, chốt cho em mã số là 542. Mã số là 542 có kèm đai nhá. Họa tiết kẻ đi ạ. Nhưng em nào kẻ hay là chấm bi là họa tiết mà dễ mặc nhất có thể rồi. Nên mình cứ ưu tiên em mà kẻ chấm bi thì mình lấy những em đó cho em nhé mọi người nhá. Một em dáng kẻ cho em này, size to 55-63 cân mặc vừa như em này. 55-63 cân thì mặc vừa như em này cho em luôn nhá. Phối màu rất là nhã nhặn cho em luôn này. 768 cho chị Trần Duyên. Bán em này 350, mã số là 715 cho em luôn nhá. Mã 715. Em này nó là một lớp nhưng nó là ép miếng chứ nó không phải là cái kiểu dáng mà kiểu may không có đường chỉ cho em mọi người nhá. Nhưng cái màu nó bù lại cái màu cực kỳ đỉnh cho em luôn. Cái màu này cực kỳ là tôn da cho em. Em này khoảng tầm 50 tầm tầm 55 cân nhá. 50 55 cân này vì nó là dạng thường em bán giá là 250.000 thôi. 250 này, chốt cho em mã số là 993 cho em luôn này. 250 mã số là 993 cho em luôn nhá. Màu hồng phớt. Hồng
hồng nhạt nhẹ nhẹ cho em luôn này. Hai bên này mix dáng kiểu cổ vét cho em. Mix dáng kiểu cổ vét cho em nha các chị nhá. Em này đây ạ. Tem mác thì nó ghi là size M nhá, nhưng thực tế phải tầm độ size L cơ ạ. Thực tế phải là size L hoặc XL nhỏ cho em nhá. 55 tầm độ 62 cân chứ nếu mà M thì rộng đấy. 55 tầm độ 60 62 cho mặc vừa thì em này cho em này, màu hồng nhẹ cho em. Bán em này 350, chốt cho em mã số là 744 cho em chị này. Mã số là 744 cho em nhá mọi người nhá. Đây, em này là một em dáng pet này mọi người này. Em này có đai nhá bạn nhá. Màu là màu kiểu xanh than ấy ạ. Em này các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân. Nói chung là 50 cân thì các chị thích vẫn có thể lấy được nhá. 55 đến 60 cân cho em này. 93, em này mức giá của nó là 350, mã là 941 này. 350 là 941. Nhưng con có đai thì thường lên form rất là đẹp. Tiếp theo ạ, toàn bộ là hàng lâu cừu của lớp hết nhá mọi người. Em này ạ, cái tay của nó sắn lên để cho ra cái mark handmade bên ngoài nhé mọi người. Em này ạ, các chị có cân nặng size ML tiếp này. Đó, mọi người mặc vào thắt tay lên hoặc thả xuống này rất đẹp. ML nhá, 50-60 cân, 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mức giá của em này là 350, mã là 927. 350, mã là 927 cho em này. 744 giúp chị Trần Duyên. Tiếp tục ạ, vest nha mọi người nhá. Em này ạ, rồi các bà size nhỏ thôi ạ, 47 đến 55 cân, 55 cân quay đầu mặc đẹp nhé, size vừa vừa thôi, lên form rất là thích luôn. Dưới 55 cân ạ, mức giá là 350, mã là 681, 681 cho em này. Đây mà em dáng kẻ nhá, nó là dáng trùng mông ấy, lỡ lỡ, nhưng mà nó ra dáng kép, form rất đỉnh luôn. Hai mặt của nó hai kẻ khác nhau, một kẻ to và một kẻ nhỏ. Em này các chị size 50, 60 cân ạ, 60 cân quay đầu mặc đẹp nhé, dưới 60 cân này. Mức giá của em này là 350, mã là 160. 350 mã 160 cho em này. Tiếp theo em này là một em không biết của nam của nữ đây. Em nó hay bị lẫn form á. Em này của nam thôi. 27 thứ chị Hoàng Mai. Men nhé mọi nhá. Chồng chị Hoàng có cân nặng size tầm từ 63 đến 67 cân, dưới 67 cân của nam nhé mọi nhá. Cao tầm 1m70 với 75 là đẹp đấy ạ. Mức giá của em này là 350, mã là 836 đây. 350 mã số là 836 cho em nhé. Em có một em vest này, nó là vest thường nhé mọi người nhé, hàng Korea này. Vest này em lấy 250 nhé mọi người nhé. Nó là cũng là hàng lông cừu nhưng mà nó không phải hàng không tay đâu. Thỉnh thoảng có một vài em lên màu nổi đi chị. Màu nổi đằng sau kìa. Cứ bình tĩnh ạ. Size này là phi size nhé, ML 927 cho chị Nhung Dinh. ML nhé mọi người nhé. Em này ở dưới maximum ML XL luôn, dưới 65 cân là ok nhé. Mức giá của em này là 250 thôi, mã là 931. 250 mã 931, màu nổi đúng không? Màu hồng không? Hồng baby này. Chắc đẹp chưa? Em này các chị chỉ S và M thôi ạ, 45 đến 55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350, mã là 650 này. 350, mã số là 650 cho em này. Tiếp tục ạ. Em đang tìm cái con nó có đai mà thật sự với mọi người luôn là cái con có đai ấy. Mặc lên form nhìn nó cứ sang sảnh làm sao ấy. Màu gel này. Màu gel này các chị có cân nặng size tầm từ 55 đến 60 cân nhá. Form lỡ 55 đến 60 cân, dưới 60 cân ạ, à, chỉ 350 nghìn thôi. Lâu kiểu một lớp ấy ạ, à. Mã số là 71. Mã số 71 cho em nhé bạn nhá. Tiếp theo màu hồng này mọi người ơi. Kẻ hồng nhá bạn nhá, kẻ hồng, kẻ hồng. Kẻ hồng nhá, tay của nó làm tay kiểu phồng như thế này, rất xinh luôn. Em này ạ, 50 đến 55 cân size M nhá, dưới 55 cân này. 350, mã là 231. Chị Trần Hương ấy cho địa chỉ cho anh. 350 mã 231. Tiếp theo này. 550 giúp chị Trần Hương. Nổi nè. Đây có mũ nhá mọi Trần Hương mới chuẩn của mũ và có đai. Chị ơi. Mũ và có đai ghen nhá mọi người nhá. Em này oversize, chị là thích mặc form phi size đấy ạ. Oversize S, M, L, XL thì ok ạ, phi size ạ. Mức giá của em này là 350, mã là 865, đầy đủ đai nhá. 865 cho em này. Kẻ đi các bà ơi. Kẻ ạ. Màu hồng. Ủa con này chất mềm chưa? Mọi người nhìn ánh nhá. Em này các chị có cân nặng tầm 50-55 cân thôi, chỉ size M là mặc đẹp thôi. Khi em đóng quy vào nó không vừa đâu. 50 55 cân thôi. Dưới 55 cân nhá. 350 ạ. Mã số là 560.
không cho em này. Tiếp theo ạ, một em này nó là dáng lỡ nhé mọi nhá. Đây, em này size XL, không biết là của nam hay nữ đây. Lên form. Này, con này 60-65 cân của nữ chuẩn luôn. Các chị là 60-65 cân của nữ nhá. Lên form đẹp nhờ. Nó là dáng lỡ chứ, nó không phải dáng ngắn đâu. 60-65 cân ạ, à, dưới 65 cân nhá. 350, má là 733. 350, 3733. Tiếp theo ạ. Lên mà em, mọi người thích vest kiểu eo eo không? Em này là vest rộng này, này nam nữ đều ok nhá mọi nhá. Mắc đánh size S thôi nhưng con này chắc khả năng của nam. Em này ạ, à, chồng chị nào hoặc bản thân con trai của chị nhá, hoặc là các chị thích rộng thì là bao nhiêu cân hoặc vừa luôn đấy, bác đánh size S rồi mà. Nhưng mà phải nam có cân nặng tầm 65 đến 70 cân của nam nhá. Em này 350, má là 49 này. 350, má là 49 cho em này. Tiếp theo nhá mọi người nhá. Đây này, con này là một em size nhỏ của nữ thôi, cầm cái áo rất sướng luôn, áo lên luôn đấy. Mắc ở đánh size nhỏ thôi và em này là lông cừu của bọn Úc ấy. Lông cừu của Úc bao giờ cũng nặng tay và đẹp. Em này là các chị size tầm từ 50-55 cân, mọi người cứ nghiên cứu mà xem, cầm về mọi người so sánh là 100% lông cừu và 100% Australia Wood ấy. Nó sẽ khác nhau, chất đẹp hẳn luôn ấy. 60-65 cân dưới 6 à 50-60 cân dưới 60 cân của nữ nhá. Con này các chị ML là ok. 350, má là 680. 350, má là 680 nha em nhé mọi nhá. Tiếp theo này. Em này là nam. Rồi. Con này đúng đỉnh của nam. To luôn ạ. Men nhá mọi nhá. Nam cao. Đây. Chồng các chị có cân nặng 70-75 cân ạ. Bảo Diệp Lê. Tuyệt đẹp luôn. 70-75 cân của nam, dưới 75 cân nhá. Em này 350, má là 691 của nam nhá. 350 má 691 cho em này. Có một em GD của Lala Go, em này lấy mọi người 208 thôi nhá. Em này các chị size tầm 50-55 cân, dưới 55 cân nhá. GD này 208 này, má là 259. 208 má là 259 cho em này. Men tiếp này mọi người ơi. Ủa con nam này thì đẹp quá. Con nam này là cổ trụ giống như kiểu áo da mọi người. Hai mặt nhé mọi nhá. 691 trước chị Huyền Nguyễn. Em này là cao tầm 1m7 trở lên là mặc ok luôn. Chồng chị nào có cân nặng tầm từ 63-67 cân, dưới 67 cân của nam nhá. Cổ trụ này của nam ạ. Em này mức giá cúc kim loại ạ. Em này 350 ạ. Nam nhá, má là 830. Em không phát lại đâu, bởi vì nhà em mỗi mẫu có một chiếc, không có phát lại được mọi người. Màu của nó màu xanh bơ nhá mọi nhá. Xanh bơ. Bên trong là màu kem em này. 55-60 cân, 60 cân quay đầu nhá, dưới 60 cân này. Em này 350, mã số là 809 này. Đẹp lắm. Con của nam đẹp. 830 cho chị Vũ Thị Kim Vân. Tiếp theo nhé mọi nhá. Em này ạ. À, em này à, cũng là nam này. Em này là nam nhá, vừa đấy có một con của nữ rồi. Con này ạ. À, em này ạ, à, 63-67 cân. Dưới 67 cân ạ, à, nam nữ là ok. 63-67 cân là vừa nhá. Em này 350, má là 757 này. Bởi vì dáng vest nó không được unisex ấy. Vest thường unisex là khó lắm. Con này cổ trụ này. Kéo xếp không clear. Này. Em này ạ, à, các chị có cân nặng tầm 45-52 cân này. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá bạn nhá. Dưới 52 cân là size nhỏ, tay lỡ nhá. Em này 350 ạ, má là 730. 350 má là 730. Tiếp theo ạ. Một em màu đen có mũ nhá mọi người ơi. Con này là đỉnh luôn nhá. Chất lặng ạ. Cầm lặng tay sướng lắm, 50 cân trở lên, 50 cân đến 65 cân nhá mọi người nhá. 50 cân đến 65 cân, dưới 65 cân này. 350 má là 749 ạ. 350 má số là 749 nha em này. Nào thích cái form unisex lại lại kẻ không? Em này ạ, à, các chị có cân nặng 55 đến 60 cân thôi. Như em là mặc ok ạ. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 60 cân ạ. 350 mã số 19 ạ. 350 mã số 19 cho em này. 733 thưa chị Đông Dương, bíp mấy con ngắn đi em.
mấy con ngắn á, nó như nào, ngắn kiểu gì ạ? Con này sao to thế này nhỉ? Ra dáng vét nó ra dáng lỡ luôn, nó ngắn thẳng. Em không có. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 50 đến 60 cân này, dưới 60 cân kẻ nhá. Em này 350, má là 739 này. Kẻ đấy, 350 mã 739 cho em này. Tiếp tục nhé mọi người nhá. Em này ạ, các chị chỉ size M là mặc đẹp con này thôi, kẻ kem nhá mọi người nhá. Em này 50, thực ra 60 cân cũng mặc được nhưng size M đẹp nhất. 50 60 cân nhá. Em này 350 này, má là 677. 677 cho em này. Một kem quá đẹp luôn. 350 mã 677 cho em này. Mấy con con này mọi người mặc với váy len lên thì đỉnh lắm luôn ấy. Váy len nhé mọi người nhá. Em này à, khoác nhẹ bên ngoài thôi, 50 cân trở lên. Trên 50 cân nhá, khoác nhẹ bên ngoài đang hot năm nay đó. Em này 350 nhá, hàng lông cừu handmade này, mã là 671. 671 cho em nhá mọi người nhá. 671 cho em này. Kẻ này. 677 cho chị Nguyễn Yến. Tết kẻ này ạ. 60 65 cân, nam nữ đều ok. Con trai con gái đều đẹp đẹp nhá. Handmade chị Hoàng nam nữ đều ok nhá, 60 65 cân là unisex mà. 350, mã là 882. 350 má 882 cho em ạ. Đây là một em ngắn ngắn nhé, màu đen và có mục dây này. Mục dây nhé mọi nhá. Em này các chị size M 50 55 cân ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350 má là 720. 350 má 720 nha em. Tiếp tục nhé mọi người ơi. Ôi con này của chị nào thích màu sắc này. Em này nó là dáng là như kiểu bọn bendy ấy mọi người. Áo tất cả thông nó là bomber dài và có cái họa tiết nổi bên trên ấy. Em này các chị có cân nặng size tầm 50 60 cân này. Đó, nhìn thể thao ấy mọi người. 350, mã số là 312. 350 là 312, màu xám nhá mọi nhá. Con này là hiệu của men sao ấy. Đúng rồi, của men ạ. Một em dáng kiểu của nam nhá. Chồng bà nào cân nặng size tầm từ 60 65 cân con này. 66 cân, 63 67 cân, 63 67 cân mới vừa. Dưới 67 cân của nam nhá. Form đẹp chưa? Em này mức giá của nó 350 này, dưới 67 cân nhá, má là 487. 487 cho em nhá mọi nhá. Tiếp tục à, em này là một em của nữ, cái này nó không dáng của nó là không đẹp cục. Đây, xinh chưa? Em này ạ, 50 dưới 60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 60 cân ạ, 350, má là 718. 487 cho chị Nhung Hoa. 718 cho em này. Tiếp tục nhá, con này là một em áo cúc bấm cổ tròn size M nhá. Em này các chị 50, 55 cân là đẹp này. 50, 55 cân của nữ thôi, dưới 55 cân của nữ nhá. Em này 350, má là 955. 350, má là 955. Em này là một em của nam. Vì sao? Nó là kéo khóa bổ trụ cộng với đây này. Em này ạ, à, chồng thì áo xanh nhỏ đấy ạ, 50 55 cân của nam. Ủa, con này các chị nữ mặc đẹp hơn nhiều. Như các chị bằng cân em là mặc đẹp lắm. 60 65 cân nhá. Cổ bổ trụ như kiểu áo da vậy. 60 65 cân của nữ đi. Em này mức giá của nó 350, má là 756 này. Đẹp. Dễ mặc. Vét này mọi người ơi. Vét này nó chỉ đánh size S thôi ấy. Em này ạ, M, L, 50, 60 cân ạ. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Kẻ màu vàng ạ, 350, mã là 152. 350 mã 152 cho em này. Con này là của các chị nhá. Chị nào đứng tuổi đấy này. Size nhỏ thôi, mã có đánh XS. Em này ạ, các chị có cân nặng size tầm từ 48 đến 55 cân. Các chị và các cô đấy ạ, dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350, mã số 50. 350, mã số 50 cho em này. Một kem nhé mọi người nhá. Em này nam. Chồng
chị nào có cân nặng 65-70 cân của nam, dưới 70 cân mặc đẹp cho em nhé, nam đấy ạ, hoặc con trai của chị ạ, 350 ạ, mã số là 38, dưới 70 cân của các bé trai. 50 cho chị Việt Kỳ ạ. Chỉ có 75. Thỉnh thoảng mới có 75 ký của nam đâu, có nhiều đâu. Em chưa làm nữ mà. Em này các chị có cân nặng 52 cân quay đầu, 45-52 cân ạ. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhé các bạn nhé. Em này cũng giá 350 thôi, mã là 706 này, màu đỏ. 350 mã 706 cho em này. 38 cho chị Vũ Thị Kim Vân. Em này các chị có cân nặng tầm từ 60-65 cân bằng cân em đi. Các chị size nhỏ hơn cũng mặc được bởi vì cái bát này khi nó chị đẹp sẽ 756 cho chị Đào Hằng. Em này 60-65 cân nhé, 60-65 cân, nữ siêu đẹp luôn. 350, mã số này là 56. Ok ạ, 350 là 56 trên này. Một kẻ nhé mọi người nhé, mắt đánh size M trên. Em này ạ, form rộng rồi, con này phải sắn tay ấy. Đúng rồi, size con này sắn tay. 76 cho chị em mét nó nằm bên chị trong chị Ngọc Yến. Em này các chị có cân nặng tầm từ 55-62 cân nhé. 62 cân quay đầu này, dưới 62 cân nhé, sắn tay này. 350, mã số là 46. 350 và 46 nha. Ôi giời, một kem hàng handmade này mọi người ơi. 50-55 cân là đẹp nhất, size M nhá. Dưới 55 cân hàng handmade của em này. Em này 350 ạ, mã là 698. 350 mã 698 xem. 350 mã 698 xem ạ. Đây là của em này. Em này ạ. Em này ạ, nữ nhá, có cân nặng 60-65 cân, dưới 65 cân nhá. Em này 350, mã là 971 ạ. 698 cho chị Nguyễn Minh Đức. 971 cho em. Em này ạ, các chị cũng 60-65 cân bằng em nhá. 60-65 cân, dưới 65 cân ạ, 350, mã là 708. Anh giữ. Ép cho mọi người nhá. 40-48 cân ấy. 40-48 cân, dưới 48 cân nhá. 48 cân quay đầu thôi, form rất đẹp luôn, 350, mã số 44. 350 mã số 44 cho em nhé. Em này là một em dạng một lớp nhưng mà cái này phù hợp với các chị hơn này. Nó có hai mặt, một mặt là màu đen và một mặt là màu xanh rêu. Có đai và cổ của nó là cổ bẻ ra nhé mọi người. Em này các chị có cân nặng 55-60 cân. 60 cân quay đầu mà đẹp nhá, dưới 60 cân này. Em này em lấy một cái 300 thôi, phù hợp các cô nhá. Mã số là 709. 709 cho em nhá. Ui mà cuối này vẫn còn có siêu phẩm màu đẹp chưa? Màu của nó ra màu xanh nhá mọi người nhá, xanh cỏ cháy ạ. Em này ạ, 60-65 cân, nam nữ đều ok nhá mọi người nhá. 60-65 cân các bạn lấy đi, đẹp lắm, nam cũng được luôn. Đầy đủ quy này. Hàng lông cừu nhá, 60-65 cân ạ, 350, mã là 767 này. 350 mã 767 trên này. Cái này ạ, nam nữ đều ok nhưng con này nữ mà đẹp hơn nhiều. Nó là dáng oversize của nữ nhá. Mắt có đánh size M thôi. Con này em tư vấn các chị có cân nặng 55-60 cân nhá. 60 cân quay đầu nhá. Em này mức giá của nó là 250, mã là 184. 250 mã 184 cho em này. Cái này của các cô, các chị này. Mấy người anh? Em like tầm thêm 10 phút nữa em nghỉ nhé mọi nhé. Các cô và các chị cho em nhé. Chị nào các cô cân nặng 65-70 cân này, 70 cân quay đầu mặc đẹp nhé, dưới 70 cân này, 300 mã là 880. 300.000 mã 880 nha. Tiếp tục nhé mọi nhé. Em này là một em vest, cổ vest nhé mọi nhé. 184 cho chị Hoàng Mai Anh. 671 cho chị Trần Duyên. Con này có một em di lê mọi người ơi. Di lê ạ, lấy một cái 250 nhé. Di lê màu hồng nhá.
Chị nào cân nặng tầm 55 đến 65 cân, dưới 65 cân nhá. 250. 250.000 ạ. Mã số em này là 963. 250.000 mã 963 nha em này. Này là phù hợp các bạn tin hơn nhé mọi người nhé. Tin thôi. Em này các chị có cân nặng 50-60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp, 60 cân quay đầu mặc đẹp nhé. 350, mã là 277. 350, mã 277. Ui. Men đi các bạn ơi, tôi sắp nghỉ rồi đấy. Nam này mọi người ơi. Men. Ông này có nữ phải có nam thôi. Chị nào 60-65 cân nhé. Như con cuối cùng này, 60-65 cân, dưới 65 cân nhá. Em này em lấy mọi người mức giá là 350. Lốt chuẩn bị đây, 350. Mã số em này là mã 454 này. Nữ nhá mọi người nhá. Hai mặt của nó là lông cừu. Kẻ to kẻ nhỏ khác nhau đấy. Mốt con cuối nha. Con này là sắn tay nhá mọi người nhá. Biết vì sao không? Thế vì sao này? Cái chữ mát của nó bên trong. Em này các chị có cân nặng 50-55 cân size M nhá. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 350, mã là 222. 880 các chị Đông Dương. 222 cho em này. Đây. Con này các bà size S, XS là 40-50 cân là đẹp. Cái này á, mọi người có thể bẻ không ra được. Con này XS em mặc cho chật. Để suông này rất xinh luôn. Hoặc mọi người thắt vào thắt đai như này rất xinh luôn này. Em này 40-50 cân nhá. Em này 350, mã là 714 này. 350 mã 714 cho em nhá. 350. Đây, con cuối. Nào. Em này các chị có cân nặng 55 đến 65 cân. Đẹp chưa? 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 65 cân này, mức giá của em này là 350, mã số là 887. 350 mã 887. Con em nghỉ nhá mọi nhá. Dù hết cả đầu rồi. Cảm ơn mọi người đã xem live. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhá mọi nhá. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.